Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để cùng phân tích đánh giá nhìn nhận lại toàn bộ những cái kịch bản mà chúng ta đã dự báo ở trong tuần vừa qua. Sau đó thì sẽ có một vài góc nhìn đi phân tích tình hình thị trường trong tuần tới. Và cuối cùng thì anh chị em của chúng ta sẽ đi cùng nhìn lại các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu mà chúng ta trong những cái góc nhìn tốt nhất của chúng ta có thể ở trong cái thời điểm vừa qua. Thì trước khi mà chúng ta đi phân tích thị trường thì chúng ta sẽ nhìn qua một số các cái chỉ số của cơ bản của chứng khoán thế giới. Sau cái dịch cúm nCoV thì chúng ta nhìn nhận các cái chỉ số nó như nào và tí nữa thì chúng ta sẽ ghép vào cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì bản thân là chúng ta như có thể nhìn thấy chỉ số Dow Jones 30 đó, thì hiện tại là sau những cái phiên đánh mất ở đây thì Dow Jones cũng đã lấy lại cái mốc cao nhất và thậm chí là bây giờ đã vượt cái đỉnh trước khi mà cái dịch cúm xảy ra, đúng không ạ? Rất là khỏe. Và với những cái phiên test như này thì khả năng là Dow Jones sẽ tiếp tục một cái hành trình lên ba mốc 30.000 điểm đó. Thị trường ngoại biên thì mặc dù nó phản ứng xong thì nó sẽ có những mức hồi phục lại ngay lập tức. Còn đối với thị trường Việt Nam thì chúng ta cũng thấy một cái thực tế đó là mãi không lên được. Ở chỉ số Nikkei 25 cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tức là đã lấy lại những cái gì đã mất trước khi mà dịch cúm xảy ra. Chỉ số Shanghai thì nó chưa lấy lại được, tuy nhiên nó cũng đã có một cái mức hồi phục rất là tốt, tức là hồi phục gần được khoảng 50% nhịp rơi trước đó. Chỉ số Hang Seng thì cũng lấy lại được hơn 3 phần 4, hơn 3 phần 4 rồi. Đó, mặc dù là ở chính quốc, ở Trung Quốc thì cái việc mà dịch cúm nCoV nó đang rất là phức tạp. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng là thị trường chứng khoán ngoại biên của chúng ta thì cũng đang có những cái bước tiến rất là tốt, đúng không ạ? Nó rất là tốt. Ok, chúng ta sẽ view lại trong kịch bản trong video số 90. Số 90 trên trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng. Thì trong kịch bản video 90 thì chúng ta cũng đã có những cái phân tích định lượng về VN Index có thể kết tuần sẽ chạm vùng 950, phái sinh ở 970 và chúng ta trên cái khuyến nghị chung của chúng ta đó là chúng ta vẫn chốt vị thế các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đạt target thì chúng ta chốt, đúng không ạ? Và trong tuần vừa rồi thì chúng ta có thể chúng ta sẽ nhìn đánh giá lại đối với xu thế của phái sinh. Thì về bản thân là phái sinh thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng là phái sinh có thể lấp lại ở vùng 850 và từ 850 này thì kèo long sẽ chủ đạo và sẽ kéo chạm về vùng 870. Và trên thực tế thì trong phiên ngày hôm nay và phiên và có một phiên của ngày thứ 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 năm thứ tư thì chỉ số cao nhất đã đạt được là 864, tức là cách cái dự báo khoảng tầm 6 điểm nữa đối với phái sinh. Với phái sinh và như vậy thì so với cái dự báo của chúng ta thì nó chưa đạt, đúng không? Nó chưa đạt. Tuy nhiên là những cái kịch bản mà khi phái sinh chạm về vùng 860 thì những cái kịch bản mà lấp lại vùng 850 thì nó cũng khá là chính xác. Đối với VN Index của chúng ta thì Hùng Lê đã có những cái dự báo về những cái nhịp mà nó sẽ test lại ở khoảng vùng 835, 830, 835 đến 830 và sau đó thì sẽ kéo lên ở vùng 960, 960 và trong tuần thì đã có một cái nhịp nó test sâu hơn, nó là gần về lại vùng 925 điểm. Đây, đấy là nhịp test của cây nến ngày thứ hai, cái áp lực chỉnh của đầu tuần. Và những cái phân tích định lượng của Hùng Lê thì cũng đã có đánh giá những cái nhóm ngành có thể chỉnh ở đầu tuần, ví dụ như là ngân hàng, ví dụ một số cái mã cổ phiếu trụ và cái áp lực bán ở đầu tuần nó sẽ hiện hữu và cuối tuần thì kỳ vọng là sẽ kéo lên. Tuy nhiên là cây nến nếu như chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến tuần đó, nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì một tuần vừa rồi là VN Index của chúng ta giao dịch không thực sự là tích cực và về cơ bản xu thế chủ đạo vẫn là xu thế đi ngang, xu thế đi ngang. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng điểm qua một số các cái mã cổ phiếu. À, cũng sẽ view lại một tí nữa. Tức là ở cái bản trên cái bản tin cứ mỗi một tuần thì Hùng Lê sẽ có những sau khi mà Hùng Lê ra video xong thì Hùng Lê sẽ có những cái đánh giá, có những cái đánh giá chi tiết hơn cho tất cả những anh chị em và các cái nhóm cổ phiếu thì Hùng cũng có đánh giá cụ thể và hết sức là cụ thể và chi tiết. Đó, dự báo nó chỉnh đến khi nào và những cái nhịp chỉnh sẽ kết thúc và
Đối với nhóm ngành ngân hàng thì Hùng Lê vẫn đánh giá đây là một cái nhóm mạnh, và chúng ta sẽ sau những cái nhịp chỉnh chúng ta sẽ cơ cấu, đúng không? Bước nữa để chúng ta có thể cơ cấu những cái mã cổ phiếu rất là khỏe như là công thương, như là VPBank, như là SHBSTB, và các cái điểm hỗ trợ thì chúng ta đã có phân tích. Đối với nhóm ngành thép thì tuần Hùng Lê dự báo cái tuần vừa qua là một tuần mà nhóm ngành thép sẽ chỉnh giảm và tích lũy. Chính vì chỉnh giảm và tích lũy nên các anh chị cũng có thể thấy rằng là gần như trong tuần thì nhóm thép gần như không tăng được, và nó chủ yếu nó chủ đạo là đi ngang, đúng không? Xong đến là nhóm dầu khí thì Hùng Lê cũng đã có những cái dự báo phân tích sớm cho tất cả những anh chị em, đó là cái dự báo về cái quỹ đạo mà nhóm dầu khí này sẽ xây nền, đó là phải hết quý 1 của năm 2020 và sang quý 2 thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đánh nhóm ngành dầu khí. Và hiện tại thì Hùng Lê đã có phân tích khuyến nghị mã cổ phiếu PVT. Và nói đến nhóm dầu khí thì Hùng Lê cũng nhắc lại ở cách đây khoảng những bản tin về trước, tức là khoảng 4 năm bản tin về trước, đúng không? Thì Hùng Lê có phân tích và định lượng BSR và POVK, thì bản thân là hai cái định lượng đó của chúng ta bị sai. Tại sao bị sai? Bị sai bởi vì là POVK thì cũng đã chỉnh giảm và BSR thì cũng đã bị gãy hết những mốc hỗ trợ đó. Vậy thì chúng ta không giấu những cái sai đó. Những cái sai đó nó là cái gì? Nó chính là những cái đánh giá của chúng ta chưa đánh giá sát về nhóm ngành dầu khí, chưa đánh giá sát về tất cả những cái gì yếu tố của toàn ngành, và chúng ta đánh giá cục bộ của hai cái mã cổ phiếu đó trên cái kết quả kinh doanh là tốt đấy. Tuy nhiên là khi mà chúng ta phân tích định lượng và chúng ta đánh giá để chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta phải có những cái nhìn sâu sắc hơn, và đó là những cái sai. Chúng ta nhìn những cái sai đó, Hùng Lê không có giấu dốt những cái sai của mình. Bản thân khi Hùng Lê làm việc và khi Hùng Lê trao đổi với cộng đồng nhà đầu tư với một cái góc nhìn cực kỳ cởi mở, với một cái tâm lý rất là thoải mái, và với những cái góc nhìn bằng thật thì thôi, bằng những cái gì Hùng Lê biết, bằng những cái gì Hùng Lê có thì Hùng Lê chia sẻ. Hùng Lê không tài giỏi hơn các anh chị, mà chỉ có điều là có thể Hùng có những cái góc nhìn nó tốt hơn một tí, và từ cái góc nhìn đó thì các anh chị biến thành cái quyết định của mình. Ok. Tiếp theo nhóm ngành dệt may thì Hùng đã có những cái khuyến nghị về các cái mã cổ phiếu như VGT, TCM và TNG. Thì bản thân là những cái mã cổ phiếu này thì Hùng Lê liên tục phân tích những cái vùng tích lũy để chúng ta có được những cái điểm mua, nó mang tính gọi là điểm mua vị thế, và những cái điểm mua khi mà chúng ta có những cái điểm mua vị thế rồi thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đánh các cái điểm mua hết, các cái điểm mua hai, điểm mua hết. Họ nhà Viettel thì khuyến nghị tập trung VGI và có thể đánh CTR, đánh T cộng, đánh T cộng và VTK thì ở khoảng vùng giá 25. Nhóm công nghệ thì FPT và DV nhịp hồi này thì đang gặp những FPT thì bản thân Hùng Lê đã có những phân tích định lượng là gặp khó ở vùng giá 57, 58 ở trong cái nhịp trước. DGVK thì Hùng cũng có những cái phân tích định lượng là gặp kháng cự ở vùng 25 đến vùng 25.5 và cũng sẽ bắt đầu ao hàng ở vùng này. Thủy sản thì có MPC, thủy điện thì quan tâm trở lại đối với NT2 và HND, và cũng đã có những cái khuyến nghị về mã HND bởi vì HND là một mã cổ phiếu khá là đẹp. Các cái mã trụ và blue chip thì hiện tại là Hùng Lê chưa có nhìn thấy những cái mã cổ phiếu đẹp đó. Giai đoạn này thì Hùng không có đánh bất cứ một mã cổ phiếu trụ nào, chỉ có mã Vinhome thì có phân tích và khuyến nghị theo những cái nhịp mà Vinhome luân chuyển trong cái quá trình mà có những cái nhịp tăng lên giảm xuống. Vinamilk thì cũng gọi là có nhịp hồi maximum chạm chạm được ở khoảng vùng 112 gì đó, tí nữa ông sẽ phân tích định lượng. Ở nhóm ngành xây dựng thì chúng ta sẽ trong tuần vừa rồi thì cũng đã có khuyến nghị ngoài cái cổ phiếu C2 thì cũng có phân tích đến CTD, thêm VCS là hai mã cổ phiếu mới, và đầu cơ thì chúng ta tập trung để chúng ta đánh cổ phiếu 2 AMD và HAR và một số cái mã cổ phiếu đầu cơ khác. Và tổng thể cái thông điệp cùng gửi đến tất cả những anh chị em của trong team cùng Lê đó là trong cái giai đoạn này thì chúng ta vẫn tập trung đánh banh, và sau tập trung đánh banh sau những cái nhịp chỉnh kỹ thuật, thì bản thân là đầu tuần thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng là banh sẽ chỉnh kỹ thuật đến khoảng hết phiên ngày thứ tư đó, phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba là chỉnh kỹ thuật, và đến hết phiên ngày thứ tư thì nhóm này sẽ ổn định trở lại, và chúng ta cũng sẽ tập trung để đánh nhóm ngành banh và phụ họa thêm thì một vài các cái cổ phiếu sơ lược. Còn cơ bản là trong những cái nhóm ngành nào mạnh thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đánh nhóm ngành đó. Thì đấy là tất cả những cái kịch bản Hùng Lê
dự báo phân tích về nhóm ngành, về thị trường trong tuần vừa qua. Và trong tuần thì đương nhiên đây, Hùng phân tích mã cổ phiếu VCS HND. Và một tuần trôi qua thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là có 5 phiên giao dịch, và chính vì 5 phiên giao dịch nên là có rất nhiều những cái thông tin của Hùng Lê cũng như nhà đầu tư trong team của Hùng Lê cung cấp lên team để chúng ta cùng có những cái góc nhìn sáng sủa hơn, sáng sủa hơn. Ok, và chúng ta có rất nhiều những cái thông tin để trao đổi trong tuần. Thì ok, thì những cái thông tin này thì nếu như những anh chị em mà chúng ta cảm thấy sau một thời gian mà xem những cái bản tin của Hùng Lê mà các anh chị có những cái góc nhìn cảm thấy tốt, cảm thấy ok và hợp với những cái quan điểm của Hùng Lê chia sẻ, thì Hùng Lê cũng kính mời các anh chị của chúng ta về để đồng hành cùng với team của Hùng Lê. Ok, bây giờ thì Hùng sẽ bắt đầu đi view toàn bộ toàn cảnh thị trường. Bản thân VIX thì trong ngày thứ tư, thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng, đó là gì? Đó là sau một cái thời gian dài mà VIX đánh tạo lập, tức là VIX neo đậu ở quanh vùng giá 114 đến 116, đúng không ạ? Sau một thời gian mà VIX neo đậu ở đây vùng 114 đến vùng 116 thì 114 đến vùng 116 thì VIX đã có đã bị gãy, tức là cái trong tuần vừa rồi thì VIX bắt đầu có những cái tạo lập là gãy ở vùng 114. Chính vì vậy nên là VIX đã bị rơi, và Hùng đã có những phân tích định lượng là chính cái sự rơi này nó sẽ gây nên những áp lực giảm cho thị trường. Và như vậy thì xu thế cao là VIX sẽ chạm lại ở vùng giá 105, và chính vì vậy nên là VIX sẽ có những cái phân tích định lượng ở đây là khả năng VIX là sẽ chạm về vùng 105. Như vậy là sẽ gây nên những áp lực ở chỉnh cho thị trường. Và bản thân thì từ trước đến bây giờ thì chúng ta đã không tham dự không khuyến nghị những cái đầu tư của VIX. Ok, tiếp theo thì mã cổ phiếu Vinhome. Thì đối với Vinhome, Hùng đã có những cái phân tích định lượng là nền tích lũy từ vùng 82 đến nền 84, và sau đó thì nền 82 đến 84, và sau đó thì có một cái biên tích lũy trung bình ở đây là vùng 82.5. ở đối với mã cổ phiếu Vinhome thì đã có những cái nhịp đánh ở đây, và một số nhà đầu tư trong team của Lê thì đang cầm nắm giữ Vinhome thì có thể là đã gặp những cái vùng kháng hỗ trợ thì mua vào, và những cái vùng kháng cự thì mua ra. Bản thân Vinhome thì trong nhịp này thì Hùng Lê vẫn có những cái đánh giá là Vinhome có thể chạm lại về vùng 90 đó. Ok, chạm lại về vùng 90. Đầu tư đối với Vinhome thì cũng không khuyến nghị, bởi vì giai đoạn này thì Hùng đánh giá rằng Vinhome cũng đang có những cái nhịp mang tính nhịp hồi phục thôi, chứ còn chưa có những cái sóng dài. VRE trong nhịp này thì bắt đầu xuất hiện những cái dòng tiền đánh dẫn từ vùng giá 29 và gặp khó ở vùng giá 32. Khi về vùng 32 thì VRE đang có những phiên trả lại, tức là trả lại cung ở đây. Thì một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là có mua lại không, thì theo Hùng thì có thể là chúng ta sẽ canh ở những cái vùng hỗ trợ đây, tức là khoảng vùng 31.5 đến vùng 31, đấy là những cái vùng trả cầu. Thì cái mắt cáp ở đợt này thì nó cũng chỉ đánh được khoảng về vùng 33.5, tức là như vậy một cái mức chênh lời nó không thực sự là thuyết phục. Mà trong khi đó thì cái xu hướng hình thành cái nền tăng giá mạnh của VRE hiện tại là chúng ta chưa có. Ok, chúng ta cùng xem mã cổ phiếu SAB. Bản thân cổ phiếu SAB thì nó chịu những cái tác động về cái gì ạ? Về những cái chính sách của chính phủ trong cái việc cấm bia rượu. Hơn thế nữa thì SAB cũng đã có bước vào một cái kênh giảm rất là dài ở đây, và bản thân thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng về vùng 200 và sau đó thì vùng 180. Ở xu thế hiện tại của SAB thì SAB khả năng sẽ đi ngang 1-2 phiên ở đây và lại tiếp tục có những cái nhịp giảm test lại ở vùng 180, và sau khi vùng 180 này thì không biết là có xây được hay không. Thì đến những cái thời điểm hiện tại là chúng ta thấy rằng là những cái tín hiệu kỹ thuật của SAB hiện tại đang khá là xấu, và đây cũng là một trong những cái yếu tố nó sẽ gây những cái áp lực lên thị trường của chúng ta. Vinamilk và VDC. Vinamilk, đối với Vinamilk thì sao?
Đối với Vinamilk, trong những cái nhịp phân tích cùng Lê ở đây thì chúng ta thấy rằng ở đây chỉ Lê đánh giá rằng Vinamilk chỉ là một cái nhịp sóng hồi, và cái nhịp sóng hồi này thì mắc chạm về lại được khoảng vùng 112, khoảng 112. Tuy nhiên là trên thực tế thì đã chạm được đến vùng 110 và sau đó thì lại test lại ở vùng lại quay lại, tức là quay lại xây nền ở vùng 105. Thì bản thân là những cái kịch bản Hùng đã đánh giá ở đây, đó là những cái kịch bản mà Vinamilk đang có những cái sóng hồi, và những cái sóng hồi này thì thường thường nó chỉ đạt để đánh T cộng, và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinamilk thì chúng ta thấy rằng là Vinamilk lại đang quay lại nền, và những cái tín hiệu này thì nó sẽ xấu, nó sẽ hơi xấu đối với thị trường rồi và xấu với bản thân cổ phiếu này Vinamilk. VTC là một trong những mã cổ phiếu mà bị rơi mạnh, bị những cái tác động rất là mạnh khi dịch cúm nCoV xảy ra. Một điều cũng dễ hiểu đó là khu du lịch sẽ bị đóng lại, cái việc mà cái việc đi lại ở trên thị trường, cái việc đi lại giao thương giữa các vùng miền và tất cả những cái nó sẽ bị hạn chế. Và tính vì vậy nên là dự báo kết quả kinh doanh quý 1 của năm 2020 nó sẽ có những cái tác động tiêu cực. Chính vì vậy là VTC đã rơi. Và bản thân thì VDC trong những cái nhịp hồi phục kỹ thuật này thì cũng có thể đánh giá là mắc là chỉ chạm được vùng 135, nhưng các anh chị nhìn thấy trên thực tế là nó chỉ chạm được vùng 130 và đang có những cái dấu hiệu suy yếu. Như vậy là với kịch bản như hiện tại thì khả năng là VDC sẽ chạm lại, sẽ test lại nền và sẽ test lại ở đây ở cái vùng 125, ở cái vùng 125, và từ cái vùng này thì từ vùng 125 thì từ vùng này thì có thể là VDC sẽ có những cái nhịp đánh lên ở đây. Đó, sẽ có những cái nhịp đánh lên ở đây. Tuy nhiên là với một cái góc độ là khi mà thị trường đã bị rơi mạnh như vậy thì chúng ta cũng cổ phiếu đã bị rơi mạnh như vậy thì chúng ta cũng sẽ tránh hạn chế. Chúng ta cũng sẽ hạn chế mua ở trong những cái thời điểm hiện tại, bởi vì bản thân Hùng Lê đánh giá trụ ở trong giai đoạn vừa rồi nó có những cái tác động không tốt và không có những cái mã cổ phiếu nào khỏe và đủ các cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta mua. BVH đó, BVH thì chúng ta cũng dự báo một cái mắc gáp của nó có thể tạo được ở đây, tức là khoảng vùng 62, và trên thực tế thì đã đi được đến về vùng 60 và sau đó thì lại rơi. Và những cái dự báo rơi này thì nó cũng đã được dự báo sẵn, bởi vì là đây là những cái nhịp hồi phục, nó mang tính những cái nhịp hồi phục kỹ thuật, và chính vì vậy nên là chúng ta cũng không có những cái điểm mua đẹp, và chúng ta đua theo những cái phiên này thì vô hình dung là chúng ta tự làm khó chúng ta, và chúng ta cũng không nhất thiết, bởi vì đầu tư chứng khoán thì không nhất thiết là khi nào chúng ta phải cũng phải ở trên thị trường. Khi nào thị trường tốt, khi nào nhóm ngành tốt, khi nào có cơ hội tốt thì chúng ta sẽ đầu tư, và những khi nào mà chúng ta không tốt thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ đứng ngoài. Tạm thời chúng ta sẽ đứng ngoài. Ok nha các anh chị. Đó thì chúng ta sẽ đứng ngoài, và với BVH thì như vậy, và những nhịp này thì khả năng BVH sẽ rơi lại về khoảng vùng 54.5, khoảng vùng 54.5, vùng 55, test lại vùng này. Kiểm tra sức khỏe tại đây. Mansan và MSN. Bản thân Mansan sau một nhịp bị rũ dài và hiện tại thì đang có những cái xu thế đi ngang ở quanh vùng 50. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại với Mansan như thế này thì 5 ăn 5 thua, và có thể là sau một cái nền đi ngang thì chúng ta cũng sẽ không thể định lượng được, và xu thế cao là Mansan lại tiếp tục chỉnh giảm. Và với nhịp chỉnh giảm này thì các anh chị sẽ lưu ý giúp Hùng lên, đó là cái nền hình thành ở đây, và như vậy là chúng ta sẽ cho Mansan ở một cái biên ở khoảng vùng 48.5. Những cái tài khoản nào mà chúng ta đang cầm Mansan, các anh chị lưu ý giúp Hùng cái vùng 48.5. Nếu như Mansan bị gãy vùng nền 48.5 này các anh chị nhé, thì cái xu thế là Mansan sẽ đi về vùng 40, như vậy là sẽ mất 8 giá nữa, và đây một cái mức giảm tương đối lớn. Ở đây một cái mức giảm tương đối lớn, và chúng ta sẽ cần phải sẽ cần phải phải sẽ cần phải thoát hàng. Đó, chúng ta cần phải thoát hàng. Và xu thế cao hiện tại Hùng đang nhìn thấy thiên về kịch bản là giảm, thiên về kịch bản giảm giá là chủ đạo. Bởi vì dòng tiền sau khi có một cái mức lên đến đây là nó gặp kháng cự, và cái xu thế dòng tiền nó có thể nó sẽ bắt đầu đi xuống như này. Đó, và đường chỉ báo MACD, một số các chỉ báo kỹ thuật khác hiện tại thì cũng đang cho thấy là đà giảm của Mansan vẫn đang còn rất là mạnh. MVKG
Bản thân MWG thì trong trong nhịp này chúng ta đang phân tích ở một cái nền định lượng ở vùng 106 đến nền 108. Ở đây là một cái nền định lượng mà sẽ giúp cho MWG có được những cái kịch bản dự đoán, dự phóng được những cái kịch bản tiếp theo. Và hiện tại thì cái mốc 105 này của MWG vẫn chưa bị gãy. Thanh khoản ở mức thấp và đi biên ngang trong cái nền tích lũy như thế này thì cơ bản là hiện tại là những cái tín hiệu kỹ thuật của MWG thì nó chưa thực sự xấu khi mà dòng tiền đang có những cái dấu hiệu tốt lên. Và một trong hai yếu tố để giúp cho chúng ta định lượng được cái xu thế của MWG đó là khi MWG gãy biên trên, tức là biên 108 để đánh vượt thoát vùng 110, thì như vậy là chúng ta sẽ có một cái kịch bản hồi của MWG. Còn ngược lại, nếu như MWG có một cái cây nến xanh đỏ dài, cây cây nến đỏ dài như thế này và phá vỡ cái biên 105 thì đấy là một cái xu thế xấu. Và khi cái tín hiệu kỹ thuật này xảy ra thì chúng ta lưu ý là chúng ta tùy những cái vị thế của anh chị thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt bớt một phần, hoặc là chúng ta sẽ cầm nắm thì chúng ta sẽ chấp nhận một cái tọa độ là MWG có thể chỉnh về vùng giá 95. PNG. Bản thân PNG đây là một mã cổ phiếu đánh những cái sóng dài, và trong cái nhịp phân tích trước đây chúng ta đã có một được của cái target hoàn thành ở vùng 89 đến vùng 90. Sau đó thì PNG chỉnh và chỉnh lại thì PNG Hùng lại đang tiếp tục quan sát định lượng ở vùng 81, khoảng vùng 81 đến vùng 82. Những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng đang kỳ vọng là PNG sẽ hồi phục từ vùng 81 đến 82, và cái nhịp hồi phục này thì maximum nó sẽ chạm lại khoảng vùng dự sơ bộ, tức là khi chạm về khoảng vùng 81 và tích lũy thành công được phiên cầu quay trở lại thì mắt sẽ chạm lại ở đây khoảng vùng 86.5. Đây đây khoảng sơ sơ như thế này. Đó thì đây sẽ là một cái nhịp hồi phục mang tính nhịp hồi phục kỹ thuật. Và khi chạm về đây thì khả năng là cổ phiếu sẽ rũ tiếp, nó sẽ đi lại như thế này. Đó thì chúng ta sẽ căn cứ những cái tình hình thực tế. Còn với bản thân là PNG thì nếu như chúng ta có được những cái điểm mua thấp ở dưới này thì chúng ta mua, tuyệt đối chúng ta không đua xanh. Đây là một phiên đua xanh các anh chị nhé, đây là một phiên đua xanh giá gần chạm 84. Đó, những anh chị mua 84 thì bây giờ bị lỗ rồi, và chúng ta trong giai đoạn này là chúng ta tìm những cái nền hỗ trợ để chúng ta có thể đánh, sẽ có thể đánh 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 ở trong một cái tọa độ trong một cái tọa độ hiện tại. Bình Minh BMP. Bản thân BMP thì trong cái giai đoạn hiện tại chúng ta nhìn thấy kết quả kinh doanh thì nó không có cái dư địa về tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong cái thời gian vừa qua. Từ khi về tay người Thái thì không biết cái cách quản trị của Bình Minh như nào. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xét ở trên một cái kênh dài, tức là Hùng Lê vẫn đang kỳ vọng ở trên một kênh dài ở cái nền 40. Ở cái nền 40 hiện tại là cái nền hỗ trợ ở đây này là đã bị gãy mất rồi. Nền 45 46 là bị gãy mất rồi, tức là nó bị phá phá trend kỹ thuật ở đây. Thì như thế khi mà cổ phiếu phá trend kỹ thuật thì thường là sẽ phải về ở những cái vùng hỗ trợ thấp hơn. Thì xu thế hiện tại của Bình Minh thì sẽ là xu thế đi ngang lình xình ở quanh vùng 40, và khả năng thì thời gian đi ngang nó vẫn sẽ dài, bởi vì là chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật với dòng tiền đi như hiện tại như thế này thì cũng rất khó để hình thành một cái nhịp hồi phục ở đây. Gì? Bản thân trong trong giai đoạn hiện tại đối với Z, Hùng Lê đang kỳ vọng ở một cái vùng giá hợp lý của Z ở khoảng vùng giá 32 đến vùng giá 32.5. Trong một cái nhịp hồi phục ngắn ở đây, trong một nhịp hồi phục ngắn ở đây ở vùng 34, và Z cũng đang có những cái phiên đánh lên. Tuy nhiên những cái nhịp đánh lên này thì Hùng Lê cũng không quá kỳ vọng đối với Z. Khả năng lại chạm lại vùng 35.5. 35.5 thì Z lại đổ thôi, chạm lại vùng này thì khả năng Z đổ. Đây đây đang là những cái nhịp mà những nhịp hồi phục ngắn, những nhịp hồi phục ngắn, và nếu như tại về vùng này mà đổ thì chắc chắn là nhịp này đổ nhịp này thì khả năng cao là sẽ xác suất là sẽ về lại vùng 32 33 ở đây, và những cái vùng này mới chính là những cái vùng hỗ trợ để chúng ta có thể đánh đi. Còn những cái điểm lưng chừng này thì thôi, khó quá thì bỏ qua. Đấy là một cái câu mà các cụ đã nói rất là hay. FPT, chúng ta phân tích FPT và Novaland. FPT
FPT ở trong giai đoạn hiện tại, dòng tiền đang ở mức khá là cạn và vượt nằm giữa trung bình 21 phiên. Những cái nhịp hồi kỹ thuật này thì ông nên đánh giá rằng là nó sẽ bùng binh maximum lên khoảng vùng 55, mạnh hơn thì có thể đánh lên vùng 56, nhưng mà chúng ta hãy chờ khoảng vùng 55, và từ vùng này thì sẽ có những cái điểm test chỉnh và sẽ chỉnh giảm trở lại ở những cái vùng tích lũy cao hơn, thấp hơn, và trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ canh những cái nhịp mà trong cái nhịp hồi này của FPT thì chúng ta canh để chúng ta ra hàng. Bản thân thì trong nhịp ở trước đây thì ông Lê đã có những cái đánh giá là FPT gặp khó ở vùng 57 đến vùng 58, thì cũng đã khuyến nghị các cái tài khoản của chúng ta chốt ở những cái vùng này trước khi mà FPT có một nhịp rơi gần chạm vùng 48, tức là những cái vùng mà chúng ta đã có những cái phân tích định lượng dự báo rằng FPT sẽ rơi về đây. Bản thân FPT thì vẫn là một mã cổ phiếu tốt, tuy nhiên trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng sẽ sau một giai đoạn tốt thì nó sẽ đến giai đoạn xấu, và sau một giai đoạn xấu cổ phiếu tích lũy trở lại được, ổn định trở lại được, và chúng ta lại tìm được những cái nền và nó lại trở thành cổ phiếu tốt, thì cái cách mà chúng ta nhìn nhận và đánh giá cổ phiếu là như vậy. Novaland thì không có gì ngoài cái việc là tạo lập và xu thế hiện tại thì khả năng cao là Novaland cứ lình trình đây rồi. Cái vùng mà Novaland hội tụ ở đây khả năng vùng 50 hợp lý. Nếu mà Novaland mà gãy được về đến vùng 50 thì chúng ta canh, chúng ta mua vị thế ở đây, còn nếu mà không gãy được thì thôi. Chúng ta cùng phân tích và định lượng nhóm ngành dầu dầu khí. Thì bản thân là ông Lê đã có những cái đánh giá cho tất cả những anh chị em của chúng ta, đó là nhóm ngành dầu khí sẽ có những cái quỹ đạo về thời gian tạo nền ở trong quý 1 năm 2020, bởi vì hiện tại thì ông Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng về nhóm ngành dầu khí, phân tích định lượng về nhóm ngành dầu khí, và trên trên những cái phân tích định lượng đó, trên những cái phân tích định lượng đó thì ông dự báo là cái tọa độ khoảng quý 2 của năm 2020 thì bắt đầu chúng ta có thể đánh giá nhìn nhận lại những cái góc độ về nhóm ngành dầu khí. Bản thân gas sau khi mà đã bị gãy những cái điểm kỹ thuật ở trên này thì ông Lê đã có những cái phân tích định lượng ở vùng giá 80. Những cái nhịp hồi của gas thì ông đánh giá rằng là gas sẽ chạm về vùng ở đây ở vùng 88.2, và hôm nay thì đã đóng cửa vùng 88.5. Thì có thể với những cái xu thế hiện tại của gas thì gas có thể kéo buôn qua cái vùng này một tí, tức là khoảng vùng 90, và sau đó thì gas sẽ chỉnh giảm lại vùng 85, và tại vùng 85 này thì chúng ta sẽ quan sát xem là gas có tích lũy lại được hay không, và nếu như gas tích lũy lại được thì sao? Nếu như gas tích lũy lại được thì chúng ta sẽ có những cái điểm chúng ta sẽ có những cái điểm đánh kỹ thuật tiếp theo. Đó, chúng ta sẽ có những cái điểm đánh kỹ thuật tiếp theo ở đây. Bản thân thì trong cái thời điểm hiện tại thì gas tạo nền nó cũng song trùng với những cái dự đoán của Hùng Lê về toàn ngành, nói chung là như vậy. PLX, đối với PLX thì sau một cái nhịp hồi phục ở đây, tức là từ cái vùng tạo nền ở đây, thì Hùng Lê cũng có đánh giá rằng là PLX có thể đánh về chạm vùng 54, mắc ở đây, mắc về đây đánh chạm được về đến vùng 54, và về vùng đến 54 này thì PLX sẽ chỉnh giảm lại. Đó, sẽ chỉnh giảm lại, test lại cái mũi tên hình xanh xanh này, chúng ta để bên này cho nó dễ nhìn các anh chị. Và sau đó thì có thể có những cái điểm test lại nền ở đây, test lại nền, và nó sẽ bùng nhùng đi đi ngang ở đây các anh chị, nó sẽ chưa đi được đâu. Chưa thể đi tăng mạnh được, và những cái nhịp hồi phục kỹ thuật này thì chúng ta cũng sẽ nên tránh, chúng ta không đánh, bởi vì đánh chúng ta cũng không được bao nhiêu, chúng ta bị cuốn chân vào những cái tọa độ nó không đáng đâu vào đâu. Đối với bản thân cổ phiếu PVS đây, các anh chị có thể nhìn thấy Hùng Lê đánh giá rằng là sẽ có những cái nhịp chỉnh giảm ở đây, cái hình mũi tên đây, từ vùng 17, và nhịp này thì PVS sẽ đầu tiên là sẽ test lại nền 15, sau khi test lại nền 15 mà không thành công thì có thể sẽ xuống đến nền 14, tức là dự báo một cái tọa độ là cái xu thế tạo nền của PVS ở trong một xu thế dài, đó là vùng 13.5 đến vùng 14, và khi nào PVS về đến vùng này thì chúng ta sẽ nói đến câu chuyện đầu tư của PVS, còn hiện tại thì chúng ta không nói đến câu chuyện đầu tư, mà chúng ta phân tích để chúng ta nhìn nhận và chúng ta đánh giá để rồi sau này chúng ta cùng nhìn lại xem là những cái phân tích định lượng của chúng ta nó có đúng và nó có chính xác hay không. Còn cái việc là đúng hay sai thì đương nhiên nó là thị trường, và đấy là những cái dự báo sớm, nó giống như dự báo thời tiết các anh chị nhé. Bản thân đối với PVD cũng như vậy, trong một nhịp giảm dài thì Hùng Lê đã không bao giờ khuyến nghị các anh chị mua. Các anh chị cứ xem lại tất cả những cái dòng thời gian của Hùng Lê, bởi vì đánh giá rằng PVD đang bước vào một nhịp giảm dài, và chỉ đến khi nào
VVD giảm về đến đến cái nền, đó là cái nền 11 đến nền 12 và biên tích lũy trung bình của VVD ở khoảng vùng 11.5. Lúc này thì chúng ta sẽ nói đến câu chuyện của VVD. Thì khả năng là PVD sẽ có những cái nhịp nó đánh đánh ngang đánh ngửa đây các anh chị nhé, tức là cái quá trình nó tạo nền. Chính vì vậy nên là Hùng Lê mới dự báo đến hết quý 1 nó có thể là nó sẽ bùng nhùng mang nhằng ở đây, tức là nó đi tùm lum tà la ở đây. Cứ kệ nó cứ đi tùm lum tà la đi, cho nó đi hết đi, và khi nào nó đi nó chán nó mỏi mệt rồi thì lúc đó khi mà cổ phiếu mỏi mệt rồi thì chúng ta sẽ từ cái sự mỏi mệt đó thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng cho tất cả những anh chị em của chúng ta đánh những cái sóng dài của nhóm ngành dầu khí. Và với nhóm ngành dầu khí thì Hùng Lê cũng phân tích định lượng luôn mã cổ phiếu PVT. Bản thân chúng ta nhìn thấy rằng tạo lập của PVT đây, các anh chị có thể xem lại, tức là cái tạo lập của PVT thường là nó tạo đáy hình chữ V, đó hình chữ V nhọn các anh chị nhé, nó tạo đáy hình chữ V nhọn, nó tạo đáy hình chữ V nhọn, và sau một cái nhịp rơi đằng đẵng như thế này thì nó đã chạm lại về vùng 12.5 đến vùng 13. Chính vì vậy nên là Hùng Lê có những phân tích đánh giá định lượng của PVT. Hiện tại lực cầu bắt đáy ở PVT khá là tốt và Hùng đang có ở trong tuần đúng không ạ? Hùng đã có 3 cái điểm cho các anh chị, đó là điểm bao nhiêu? Điểm 13, điểm 12.5 và điểm 13.3. Thì trong tuần là đã, nếu như các anh chị mà theo dõi các bản tin của Hùng Lê thì các anh chị đã có thể có mua được PVT ở vùng 13 đây. Đây này, cái này là Hùng Lê viết ở trong bản tin 90, các anh chị xem lại đi. 13.3, 13, 13, 12.5, tức là mình vạch sẵn ra những cái điểm như thế này để chúng ta tối ưu hóa các điểm mua và chúng ta giảm được cái giá vốn mua tốt nhất và 30% vị thế ở cái vùng mua này. Và khi chúng ta chờ PVT vượt thoát vùng 14 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Đó, vậy thì chúng ta sẽ rất là an toàn các anh chị nhé. Khi mở điểm mua hết này thì chúng ta đã có những cái vị thế rồi và thậm chí là chúng ta có thể mua 50% ở những cái vùng mà PVT tích lũy đây, và chúng ta chờ khi mà những cái dòng tiền đánh dốc lên, và như vậy thì cái mục tiêu của PVT sẽ ở vùng 16. Thì đó là Hùng Lê có những cái phân tích đánh giá định lượng sớm cho các anh chị đó, khi mà cổ phiếu gặp những cái ngưỡng hỗ trợ rất là tốt, rất là ok như này thì chúng ta nên chú ý. Tiếp theo thì Hùng sẽ cùng các anh chị chúng ta view lại nhóm ngành ngân hàng. Thì nói đến nhóm ngành ngân hàng là một cái nhóm mà Hùng Lê liên tục phân tích, khuyến nghị, định lượng đầu tư cho tất cả anh chị em trong team của Hùng Lê và tất cả những anh chị em mà đang theo dõi team của Hùng Lê trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Bởi vì sao? Bởi vì Hùng Lê đánh giá rằng trong cái thời gian hiện tại, trong cái giai đoạn đó thì chỉ có nhóm ngành ngân hàng mới là nhóm mà có thể có được những cái sức đánh cực mạnh. Và bản thân đầu tiên khi mà Hùng Lê nói đến nhóm ngành ngân hàng đó là Hùng Lê phân tích Vietcombank đúng không ạ? Sau khi Vietcombank thì Hùng Lê có phân tích rằng BID sẽ là mã cổ phiếu lead ngành ngân hàng và chúng ta cũng đã nhìn thấy BID. Tiếp theo khi BID đã xong rồi thì Hùng Lê tiếp tục có những phân tích định lượng về công thương, thì bây giờ chúng ta cũng thấy rằng công thương cũng là một mã cổ phiếu cực kỳ khỏe. Sau công thương thì Hùng Lê có phân tích định lượng đến VPBank. Các anh chị cứ xem lại những cái gì đúng thì nó đúng, những cái gì sai thì chúng ta sai, chúng ta không phải giấu dốt cái việc đó. Đó, Hùng Lê phân tích có những cái đúng, có những cái sai, và góc nhìn của Hùng Lê đó là quan điểm về cá nhân, các anh chị có thể tham khảo, có thể nhìn nhận, đánh giá. Còn chúng ta không có phân trần cái câu chuyện đúng sai, không có phân trần cái câu chuyện tranh luận ở đây. Thì đối với Vietcombank, trong cái kịch bản Hùng Lê đưa ra phân tích ở trong giai đoạn hiện tại đó là Hùng Lê quan sát ở điểm 87.5, thì hiện tại là ở điểm 87.5 này Vietcombank đã có 2 tuần không gãy, và bản thân thì Hùng Lê có đánh giá rằng là từ Vietcombank từ vùng này thì chắc chắn là tạo lập sẽ kéo lên một nhịp nữa để đưa Vietcombank về khoảng vùng giá 94 đến vùng giá 95. Và cái cơ hội mà Vietcombank có đánh lên được về vùng 100 hay không thì với những góc nhìn của Hùng Lê thì Hùng Lê vẫn kỳ vọng. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta nói đến cái câu chuyện 100 của Vietcombank thì chúng ta sẽ nói đến cái vùng 95 trước. Ok, đó, ok các anh chị nhé. Đó thì vùng 95, và các khuyến nghị thì cũng đã có khuyến nghị là chúng ta có thể tham gia lại ở quanh vùng 89, 90 này để chúng ta đánh một cái nhịp cuối của Vietcombank. BID, đối với BID trong một cái target mà chúng ta đã hoàn thành một cách tuyệt vời đó là ở vùng 55 thì đã có sau khi đó thì BID có một nhịp kéo lên vùng tiếp tục đây cái mũi tên xanh này, các anh chị xem lại
là ông có đánh giá rằng là cái nhịp kéo này thì Bit cũng lại kéo lại, mắc sẽ chạm về vùng 55 và sau đó thì sẽ bull trở lại vùng 48 đến vùng 48.5 tích lũy tại nền này. Thì về bản thân là tín hiệu hiện tại của Bit trên quan điểm hiện tại thì ông Lê đánh giá rằng cái nền 48 đến 48.5 chắc chắn Bit sẽ chạm về đây, thậm chí là nếu như Bit bị gãy nền 48.5 thì Bit còn một nhịp đạp nữa về vùng 45. Thì tùy vào cái tình hình thực tế, tức là Hùng Lê sẽ quan sát những cái tín hiệu của Bit để Hùng có những cái định lượng ở trên tin Zalo đó, và Hùng sẽ phân tích hàng tuần. Còn xu thế hiện tại của Bit thì trên cơ sở là Bit đã hoàn thành một cái nhiệm vụ, đó là lead dòng ngân hàng, và Bit cũng đã hoàn thành những cái target chúng ta phân tích ở đây tại vùng 55 rất là tuyệt vời rồi. Thì đương nhiên sau một cái giai đoạn cổ phiếu khỏe thì cổ phiếu sẽ phân phối xong thì cổ phiếu sẽ tích lũy nghỉ ngơi để chúng ta tìm được tiếp theo những cái điểm hỗ trợ của Bit để chúng ta sẽ canh để chúng ta đánh ở những cái nhịp tiếp theo. Ok, sau Bit thì chúng ta sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu gì các anh chị? ACB. Ok, sẽ nói đến ACB. ACB là một cổ phiếu nặng mông. Chính vì nặng mông nên trong nhịp hồi phục và trong nhịp phân tích của ông Lê thì ông Lê có đánh giá rằng là nhịp đầu tiên là sẽ kéo chạm về vùng 24. Thì bản thân là vùng 24 là đã hoàn thành ở trong bản tin tuần trước các anh chị nhé, trong bản tin 89. Sau đó thì Hùng Lê có đánh giá rằng là từ vùng 24 này thì ACB sẽ gãy lại ở vùng 23.5, các anh chị xem lại 23.5. Và thực tế là ACB trong cái phiên này là đã gãy qua vùng 23.5, ở vùng thấp nhất ở vùng 23.4. Và Hùng Lê đánh giá rằng ở vùng 23.5 này mà ACB tích lũy lại được và không bị gãy thì như vậy là ACB sẽ còn một cái nhịp kéo nữa, có thể kéo chạm mắc ở đây là chạm vùng 24.5. Nhưng trên thực tế là cây nến ngày hôm nay, tức là cây nến của ngày 12 tháng 2 thì đã kéo bull qua vùng 24.5, thậm chí là kéo luôn về vùng 25. Và sau đó thì có một cái nhịp test lại về vùng 25 cũng rất nhẹ nhàng, giống như nhịp test ở đây. Thì về bản thân là vì là không có những cái không có những cái đánh giá ở giữa tuần, chính vì vậy nên là cái nhịp test này cũng là một cái nhịp test rất là đẹp ở đây. Và như vậy thì xu thế hiện tại của ACB sau khi test thành công ở cái vùng này và lực cầu tiếp tục được đẩy mạnh như thế này thì khả năng cao là cái target tiếp theo của ACB kéo chạm vùng 28, kéo chạm vùng 28. Như vậy thì trên những cái dư địa mà có thể còn tăng được, và các anh chị có thể đánh giá được những cái tiềm năng và mức độ lợi nhuận và rủi ro thì tùy sở thích. Còn với quan điểm hiện tại của Hùng Lê không có khuyến nghị mua đấy. Còn nếu các anh chị bắt thì các anh chị có thể canh lại ở khoảng vùng thấp ở 1-2 cây nến ở đây, khoảng vùng 25.5, Hùng nghĩ là hợp lý, 25.5 đó, khoảng cái vùng này, tức là những cái điểm test lại ở đây, kéo lên như này xong lại có những cái điểm test lại ở đây. Bởi vì là trong một cái nhịp đánh dốc như này thì chúng ta đu vào thì một là chúng ta ăn thì không ăn được bao nhiêu, nhưng mà khi chúng ta bị sập thì chúng ta sẽ bị sập rất là sâu. Chính vì vậy nên là Hùng Lê không bao giờ mạo hiểm để khuyến nghị chúng ta đu theo những cái phiên giá xanh như này đối với mã cổ phiếu ACB. Nhìn ở trên một góc độ tổng thể thì sau một cái giai đoạn tích lũy đi ngang khá dài, đúng không, các anh chị có thể nhìn thấy ở đây, tức là suốt cả năm 2019 thì ACB gần như không tăng, và cũng có thể là đây là một cái tiền đề để cho ACB có thể có một cái nhịp tăng của năm 2020. Thì chúng ta cũng sẽ bám sát những cái động thái mà chúng ta sẽ canh lại ở những cái vùng này để chúng ta mua anh chị 25.5 đó. Chắc chắn là sẽ có những cái nhịp chỉnh giảm lại để cho chúng ta mua, chúng ta không phải vội vàng cái gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích đến mã cổ phiếu MBB. Bản thân MBB thì trong giai đoạn hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng MBB chưa thực sự là khỏe. Tuy nhiên cái lực cầu của MBB ở thời điểm hiện tại là rất là tốt. Chính vì vậy nên là chúng ta cần phải đánh giá lại cái kịch bản của MBB. Thì bản thân là MBB Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng ở quanh vùng 21 đến vùng 21.5, biên ở đây là biên khoảng vùng 21.2. Thì Hùng Lê có đánh giá là khi mà MBB chạm lại vùng 22.5 ở đây, cái mũi tên ở đây, thì MBB cần phải chỉnh lại một lần nữa, tức là test lại ở cái vùng cầu 20.5. đó là kịch bản chúng ta đưa ra anh chị nhé. Đó vẫn còn đó, vẫn những cái gì nó còn đó thì nó vẫn còn đó, nhưng trên thực tế là MBB chỉ chạm về đến cái biên ở đây, cái biên dưới của nó là biên 21, và sau đó thì tích lũy trở lại đi lên. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì theo quan điểm của ông Lê là MBB sẽ chưa tăng mạnh được đâu.
Và Hùng Lê đã có những cái khuyến nghị dành cho những anh chị em ở trên team của Hùng Lê là chúng ta cân lại ở vùng 21, nó còn đập đi đập lại ở vùng này chán, MBB chưa 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 tăng mạnh được. Theo những góc nhìn của Hùng Lê đó, đập đi đập lại và dự kiến nếu nó tăng được thì nó cũng sẽ cần thêm một cái thời gian sau khi mà nhóm ngân hàng tích lũy ở ở đây. Đó, vậy thì cái thời gian mà MBB tích lũy lại ở trong cái nhịp này vẫn còn và chúng ta vẫn còn cơ hội để chúng ta mua. Ở cái vùng chúng ta mua được càng giá vốn càng thấp ở trong thời điểm hiện tại thì càng tốt các anh chị nhé, ở vùng 21 này. Rồi có thể chiếu chiếu ở đây một tí, tức là khi chúng ta mua chúng ta phải phải căn ke từng 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 tí một ở vùng 21.21.3 35, không biết là có nhịp 35 không nhỉ? 21.35. Đó, đó thì chúng ta lại để xem có bước nhảy 35 không ta? Có bước nhảy 35. Đó thì chúng ta phải căn ke những cái điểm như thế này để chúng ta có được những cái giá vốn nó tối ưu nhất, và trong cái thời điểm hiện tại thì cũng đánh giá rằng MBB đang tích lũy khá là tích cực, khá là thành công. Và chúng ta view ở trên một cái góc nhìn tổng thể thì chúng ta cũng có thể đánh giá rằng năm 2019 là một năm mà MBB không tăng. Vậy thì sau khi Vietcombank đã tăng rồi, BID tăng rồi, vậy thì nó sẽ đến những dòng tiền nó sẽ luân chuyển sang những mã cổ phiếu khác, và đến thời điểm hiện tại thì cũng đánh giá rằng MBB đã có những gọi là con sóng đã có bắt đầu khởi nguyên của một cái chu trình mới rồi, và nó sẽ bắt đầu hình thành đấy. Và những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê liên tục nhấn mạnh và đánh giá rằng nó là cổ phiếu mạnh thì các anh chị lưu tâm giúp Hùng Lê. Ok, tiếp theo công thương. Công thương thì giai đoạn này cần chỉnh, chứ không chỉnh thì nó khó lắm. Công thương đây chúng ta nhìn ở một góc nhìn đây các anh chị nhé, vùng 28 đến vùng 28.2 Hùng Lê đã có những cái cảnh báo đây là vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu. Thì các anh chị nhìn thấy ở đây một cái nhịp nhé, đây Hùng Lê sẽ phân tích lại cho các anh chị ở cái nhịp này nó phân phối như thế nào. Nó phân phối rất đẹp cho nhà đầu tư của chúng ta, nó phân phối cực kỳ đẹp luôn các anh chị nhé, đẹp đẹp như trăng rằm. Đây, sau khi mà công thương có một nhịp kéo lên ở đây này các anh chị nhé, đó xong đó thì công thương có một cái nhịp lùi đây này, nhịp giảm này, được chưa? Và sau đó thì công thương tiếp tục kéo một cái nhịp này lên, và nhịp này là cuốn vô số những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ là ào ào không theo những cái nguyên tắc, không theo những cái quy định, và ào ào bắt đầu là nhào vô. Và nhào vô xong thì sao ạ? Chúng ta đã nhìn thấy một cái nhịp mà công thương đạp về đó, đạp về rũ ràng luôn đó. Thì đây là những cái nhịp mà hút dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân. Lòng tham của con người không kiềm chế được, và đến những cái giai đoạn này là chúng ta cứ mua ồ ạt, chúng ta mua vào đó. Thì các anh chị nhìn ở điểm này nhé, và Hùng sẽ đánh dấu cái vòng tròn ở đây đó. Hùng sẽ cho các anh chị những cái góc nhìn mà chúng ta sẽ phải có những cái gì các cụ ngày xưa dạy rồi, biết đủ là đủ. Thế thì trong cái giai đoạn hiện tại đây, sau khi công thương đã đánh về vùng 28 thì Hùng Lê đang nhìn thấy rằng là cái thanh khoản của công thương ở giai đoạn này cực kỳ lớn nó. Thì một phần là tạo lập họ dồn tiền vào, và một phần là nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng ào ào cũng bảo là ngon rồi, hút thôi hoặc là xúc thôi. Thì nó có thể nó sẽ kéo nó lên những cái nhịp 28, thậm chí là lên đến vùng 29 đây đó, thậm chí là kéo lên đến những cái vùng 28 đến vùng 29, và từ những cái vùng này thì bắt đầu là như thế nào, nó sẽ phân phối và nó sẽ rũ hết sạch. Và chính vì những nhà đầu tư của chúng ta vì lòng tham hay là vì một cái gì đó, vì một cái tâm lý đầu tư, vì một cái sự cuốn hút thì chúng ta bắt đầu nhào vô đây, và nhào vô đây thì sau đó thì công thương nó sẽ rơi. Và lúc này thì chúng ta lại đổ lỗi cho rằng là thị trường chứng khoán là một cái kênh gì đấy nó lừa gạt rồi vân vân và vân vân, thì chúng ta viện đủ mọi cái lý do để chúng ta đổ tội cho thị trường chứng khoán. Vậy thì chúng ta cứ thử hỏi rằng là công thương tăng một từ nhịp từ 20 đến vùng 28, Hùng Lê sẽ tính toán luôn cho các anh chị là 8 trên 20. Công thương là tăng 40% với một cái tài khoản 100 triệu thì đã tăng được 40 triệu. Các anh chị lưu ý, một tài khoản 100 triệu thì đã tăng được 40 triệu. Vậy những cái tài khoản lớn, những cái con cá mập lớn, người ta đầu tư hàng trăm nghìn cổ phiếu của công thương thì đến thời điểm hiện tại người ta đã lãi được bao nhiêu? Hùng Lê cứ cho như là được 20% đi. Đó, vậy thì đến cái thời điểm hiện tại là công thương có còn hấp dẫn để chúng ta mua được không? Đó, ngày hôm nay Hùng Lê sẽ nói rất kỹ những cái vấn đề đó. Có thể là bản tin chúng ta chỉ tập trung chúng ta đánh dấu những cái điểm nhấn của thị trường. Còn các mã cổ phiếu các anh chị có thể comment ở dưới các bản tin này. Dưới bản tin này các anh chị thắc mắc những mã cổ phiếu nào các anh chị cứ comment Hùng Lê thì
thì Hùng Lê sẽ trả lời thế này đó. Chúng ta tập trung để chúng ta nhấn mạnh những cái yếu tố mà làm sao để cho chúng ta tránh đi được những cái sai sót của chúng ta. Thì bản thân quan điểm hiện tại của Hùng Lê là công thương không còn điểm mua và công thương đang phân phối, và những nhà anh chị nhà đầu tư nào cứ dũng cảm vào đi thì cứ vào, còn với góc nhìn của Hùng Lê là chúng ta sẽ tránh xa ra đó. Bởi vì là chúng ta đã phân tích rồi, công thương là chúng ta đã ăn được một nhịp ở đây, xong đây những cái nhịp test chỉnh đây là ăn được đến tầm gần 27, 26, 25. Đấy, như vậy thì chúng ta nên dành những cái lộc cho người đến sau, chúng ta đừng có cố đấm ăn xôi. Ok, chúng ta sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu Techcombank, nói hơi nhiều đến công thương. Bản thân Hùng Lê đánh giá công thương là một mã cổ phiếu khỏe, và sau khi khỏe rồi thì chúng ta sẽ cần thời gian để cho cổ phiếu hấp thụ hết và để cho cổ phiếu nghỉ ngơi, và chúng ta sẽ quan tâm lại đến nó sau khi nó chỉnh giảm, sau khi nó hình thành một cái nền tích lũy thấp hơn, an toàn hơn cho chúng ta. Techcombank trong nhịp hồi phục này thì cũng đánh giá rằng Techcombank chạm về vùng 22.5, và trên thực tế thì trong tuần này Techcombank đã hoàn thành mục tiêu 22.5. Sau khi chạm 22.5 rồi thì cũng dự kiến là Techcombank sẽ đá lại về vùng 22. Đây, đá một nhịp về vùng 22 rồi sau đó thì Techcombank mới kéo lên một nhịp cuối cùng ở đây, đó là khoảng vùng 23.5. Thì trên thực tế là trong tuần thì Techcombank chỉ có đá nhẹ ở cái phiên liền sau đó, và sau đó thì mở gap luôn và kéo một mạch về vùng 23, đóng cửa 23.3, và hiện tại là sắp hoàn thành những mục tiêu ở vùng 22 à 23.5. Và với quan điểm hiện tại của Lê thì Techcombank nó cũng không còn những điểm mua đẹp nữa. Có thể tạo lập sẽ kéo cái cách tạo lập có tạo lập sang tuần có thể kéo như thế này, và sau đó thì sẽ rơi ở bên này, ví dụ như vậy đó. Thì mọi người cứ hỏi là sao Hùng vẽ nhiều, thì bản thân là ngày xưa Hùng học vẽ nên là bây giờ cứ vẽ nhiều không sao cả. Thì cái điểm kháng cự ở đây ở vùng 22.5 thì bây giờ nó sẽ trở thành cái điểm hỗ trợ sau khi mà cổ phiếu hình thành một cái nhịp vào này, và chúng ta sẽ quan sát cái điểm hỗ trợ của 22.5 ở đây xem thử là cổ phiếu có hình thành và có tích lũy thành công hay không, có tích lũy nền thành công hay không, thì chúng ta sẽ quan sát ở đây. Ok, các anh chị lưu ý giúp Hùng lên đó, đối với Techcombank canh chốt không còn điểm mua. Ngày hôm nay thì nhiều anh chị nói đến câu chuyện về HD Bank. Bản thân HD Bank chúng ta nhìn cục diện thì trong giai đoạn hiện tại là chúng ta thấy rằng HD Bank đã có một nhịp giảm từ vùng giá 50 và chạm đến vùng 25, tức là cũng mất khoảng 50% về trị giá. Như vậy về đến vùng 25 thì cổ phiếu HD Bank đã trở nên hấp dẫn. Đó, khi nó tăng được 40-50% rồi thì nó không còn hấp dẫn nữa các anh chị, mà khi nó về đến vùng 20, nó bị mất 50% thị giá, thì chúng ta sẽ có những cái vùng rất là hấp dẫn. Và cái vùng hấp dẫn này thì Hùng đã có phân tích định lượng cho các anh chị, đó là từ vùng 25.5 đến vùng 26. Những anh chị mà xem những bản tin của Hùng Lê thì có thể ăn được HD Bank khá khá nhiều nhịp. Khá khá nhiều nhịp rồi. Khá khá nhiều nhịp rồi. Và cái nhịp gần đây nhất, và cái nhịp gần đây nhất đó chính là cái nhịp mà cúm nCoV. Thì Hùng Lê có phân tích định lượng từ vùng 27 và có thể nhịp này sẽ đánh đạt đến vùng 29. Sau khi chạm vùng 29 rồi thì ở đây nó sẽ có những cái nhịp test lại ở vùng 20, sau khi là nó kẹo HD Bank kéo chạm 30 anh chị nhé. Đây là những cái phiên lấp gáp, và những cái phiên này thì nó là nằm hoàn toàn ở trong cái kịch bản của Hùng Lê rồi. Bởi vì không thể một cổ phiếu nó cứ đùng đùng đàng đàng nó kéo đi như thế được. Và đối với HD Bank thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát ở vùng 28.5 đến vùng 29. Thì bản thân Hùng Lê đã có những cái khuyến nghị các anh chị, đối với HD Bank chúng ta sẽ mua gom dần lại, sau khi mà chúng ta đã chốt được thì chúng ta sẽ mua gom dần lại vùng 29, bởi vì chúng đang nhìn thấy một cái kịch bản nó sáng sủa hơn đối với HD Bank, nó có thể kéo một cái nhịp cuối về vùng 31. Ở phiên ngày hôm nay thì có một cái lực cầu bán khá là mạnh của HD Bank, và dẫn đến HD Bank đã chạm về vùng ở đây là vùng 28.5, gần 28.5. Thì đây là những cái phiên mà HD Bank lấp gáp, và những cái phiên lấp gáp này thì nó cũng hoàn toàn bình thường trong một cái xu thế lên. Về bản thân nếu như mà HD Bank không kéo bull lên được đến vùng 30 thì HD Bank kéo lên vùng 29, và nếu như ở vùng 29 thì nó sẽ lấp gáp sâu hơn. Tức là nếu mà vùng 29 thì nó sẽ lấp lại ở khoảng vùng đây đây là bao nhiêu? Đây là khoảng vùng 28. Nó khoảng vùng 28. Tuy nhiên chính vì HD Bank kéo lên đến tận 30 nên Hùng Lê đã dự báo cái vùng lấp của nó sẽ cao hơn một tí anh chị nhé, đối với HD Bank.
VPBank. Đấy, một con trâu cày cực kỳ khỏe của VPBank nữa, của nhóm ngành ngân hàng. Thì đối với VPBank ở trong 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 chúng ta nhìn tổng cục một tí, trong một cái nhịp chỉnh giảm ở đây, đồng lê đã có những cái phân tích định lượng rằng VPBank cái dòng tiền lớn vẫn đang ở trong cổ phiếu VPBank, và VPBank sẽ trở thành một con trâu của nhóm ngành ngân hàng. Và trên thực tế thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng con trâu này thì hôm nay đã gần như là đã đi hết cái kịch bản của chúng ta phân tích ở đây, tức là cái điểm cao nhất của nó ở vùng 27. Và đến cái thời điểm hiện tại thì với quan điểm góc nhìn vùng lên thì VPBank nó cũng không còn những cái điểm mua đẹp, nó cũng giống như công thương, nó cũng giống như công thương. Và VPBank sẽ bắt đầu phân phối ở đây những cái điểm mà VPBank sẽ kéo rũ, và những cái điểm kéo lên buôn lên kéo xuống ở quanh vùng gọi là tùm lum tà la đây. Đấy, tùm lum tà la ở quanh vùng 27.5, vùng 27.5 đây là vùng nhiễu của nó. Đây là vùng nhiễu của nó, và nó sẽ kéo tùm lum tà la ở đây để thứ nhất là hút những cái dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân, và sau đó thì VPBank sẽ có một nhịp chỉnh. Và nhịp chỉnh này thì nó cũng sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra lại ở cái nền nó vừa mới kéo lên đây là khoảng nền 25. Tuy nhiên với những cái góc nhìn của Lê thì Lê đánh giá rằng VPBank chỉnh như thế thì nó cũng không thỏa đáng, và cái vùng mà chúng ta canh để chúng ta mua lại ở đây ở khoảng vùng 23 thì sẽ chờ những cái kịch bản của VPBank ở đây. Bản thân ở trong tuần trước các anh chị có thể xem lại là Hùng Lê có đánh giá rằng là VPBank có thể chỉnh lại về vùng 24.5. Ở vùng này không gãy thì VPBank sẽ có một nhịp đánh tiếp về vùng đây, tức là về cái vùng bờ lùng bà nhằng ở đây. Còn nếu như gãy ở vùng này thì còn có một cái kịch bản nữa là kéo về vùng 23, gãy về vùng 23. Tuy nhiên cái kịch bản này không xảy ra, đấy là kịch bản ở dưới các anh chị nhé. Đó, kịch bản này nó không xảy ra và nó xảy ra kịch bản trên. Và hiện tại thì cũng đánh giá rằng là VPBank sẽ hình thành cái nền phân phối ở đây, và sau đó thì tùm lum tà la, và chúng ta sẽ kiểm tra lại các cái ngưỡng hỗ trợ ở đây, là ngưỡng hỗ trợ ở đây sau khi nó buôn qua thì bây giờ nó sẽ trở thành những ngưỡng hỗ trợ 25 đến 23, và những cái điểm mua hiện tại của VPBank chúng ta cũng sẽ không còn nữa. HCM thì bây giờ như nào nhỉ? HCM trong cái kịch bản mà lên đánh giá thì bây giờ nó cần thời gian đi ngang, tín hiệu tạo nền đi ngang ở đây. Đó, tín hiệu tạo nền đi ngang ở đây. Ok các anh chị nhé. Và chúng ta sẽ cần thời gian để nó ok hơn. Rồi. Tiếp theo nữa thì như thế nào nhỉ? SSI cũng chưa có gì ăn thua các anh chị. SSI thì đây đánh chạm về đây, chạm 18 rồi lại chỉnh giảm thôi. Đó, và những cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê bảo là các anh chị chúng ta không nên tham gia đầu tư thì các anh chị nhìn thấy không, nó cứ lình xà lình trình, nó mua rất là khó chịu đấy. Còn đấy góc nhìn của Hùng Lê thôi, còn góc nhìn của các anh chị thì có thể khác, và Hùng cũng nói rồi, chúng ta xem xong đó rồi thì chúng ta có những cái định lượng và chúng ta có những quyết định riêng của chúng ta. Trong nhóm ngành chứng khoán, Hùng Lê duy nhất chỉ khuyến nghị các anh chị của chúng ta đầu tư mã cổ phiếu VND, bởi vì VND cũng đã có một cái mức rơi khá là đẹp, rơi từ vùng 30 về đâu đó còn vùng 13 đấy, cũng mất 17.000, tức là cũng mất hơn 50% thị giá về đến những cái vùng giá khá là hấp dẫn trong thời điểm hiện tại. VND tạo nền ở biên bao nhiêu? 13.5 đến 14, biên trung bình khuyến nghị mua 13.7, vượt kháng cự 14.5 mua tất tay. Đối với VND trong giai đoạn hiện tại, Hùng Lê cũng đang nhìn thấy có những tín hiệu đẹp đối với nhóm ngành chứng khoán, khuyến nghị duy nhất VND. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đi phân tích và định lượng nhóm ngành thép. Thì bản thân ở trong những phân tích khuyến nghị của Hùng Lê ở trên tin Zalo trong bản tin tuần thì Hùng Lê có đánh giá rằng tuần vừa qua là một tuần mà nhóm thép sẽ chỉnh này, tích lũy này và hấp thụ hết toàn bộ những cái lượng hàng. Và tại vì sao lại như vậy? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích cái lý do. Tất cả những cái phân tích của Hùng Lê nó khá là logic và nó như là một cái dòng chảy của dòng thời gian các anh chị nhé, giống như dòng thời gian tuần này qua tuần khác, và những cái phân tích định lượng này qua các phân tích định lượng khác thì chúng ta sẽ nối tiếp nhau. Bản thân khi Hùng Lê có phân tích ở đây là dịch cúm nCoV, và Hùng có đánh giá rằng là Hòa Phát sẽ hồi phục được lại ở mức khoảng vùng 25. Và trên thực tế thì
đã đánh qua vùng 25 một tí. Từ vùng 25 này thì Hùng cũng có đánh giá rằng là Hòa Phát sẽ chỉnh và chỉnh lại, test lại nền ở đây chính là nền 23.5. Thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa rồi Hòa Phát cũng đã đi về nền 23.5 và hiện tại là đang đi ngang ở trong biên này và nó sẽ tiếp tục đi ngang. Nó có thể là trong phiên sẽ có những phiên nhúi lại về vùng 23. Có thể có những phiên nhúi lại về vùng 23, nhưng về tổng thể, về cơ bản là Hòa Phát sẽ cần phải tích lũy lại ở nền này. Nó sẽ cần phải tích lũy lại ở nền này. Và xu thế hiện tại của nhóm ngành thép thì Hùng Lê đánh giá rằng là xu thế đi ngang tích lũy. Và tuần tới, tuần này thì cũng sẽ phải xu thế đi ngang tích lũy. Lý do là vì làm sao? Nếu như chúng ta tinh ý một tí và chúng ta để ý một tí thì chúng ta thấy rằng là Hòa Phát cũng đã có những cái nhịp tăng khá là tốt và những cái nhịp tạo nền Hùng Lê phân tích ở đây từ những cái nền 21 và hai cái target mà chúng ta phân tích ở vùng 24.5 đến target thứ hai ở vùng 25.5 thì đều đạt, và sau đó thì đến cái target của NCOV. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là một cái lượng hàng lớn đã bị kẹp lại ở vùng giá 26, 25.5 đến vùng 26. Đấy chính là cái vùng mà target chúng ta phân tích. Đó, đấy là chính là cái vùng target chúng ta phân tích. Chính vì vậy nên là gì ạ? Sau cái nhịp rơi của NCOV thì Hòa Phát nó bị gãy cùng với cái lượng hàng bị kẹp lại ở đây, thì cổ phiếu sẽ cần thời gian để hấp thụ lại hết cái lượng hàng này. Tức là những ai còn muốn giữ để đánh Hòa Phát ở những cái target ở vùng 3x thì sẽ nắm giữ tiếp, những ai mà không chịu được nhiệt, cảm thấy rủi ro và cảm thấy buông tay thì sẽ bán ra ở những vùng 23.5 đến vùng 22, và ở những cái vùng này thì tạo lập lại bắt đầu âm thầm gom và họ sẽ gom 1 đến 2 tuần ở đây và sau đó thì lại bắt đầu đánh lên. Và khi đánh lên thì gần như nhà đầu tư cá nhân bị kẹp, và những ai mà đang giữ Hòa Phát ở cái nhịp đang giữ ở vùng 26 là coi như ra ao hết hàng rồi, thì nó lại bắt đầu hình thành một cái chu kỳ mới. Đó, thì khi mà Hùng Lê phân tích, Hùng Lê có một câu rất là hay vẫn luôn nói với các anh chị, đó là không biết đâu là đỉnh và không biết đâu là đáy, và biết đủ là đủ. Tức là về đến vùng 25 rồi, đủ rồi đúng không, hoàn thành target rồi thì chúng ta bán đi, chúng ta đừng có cố níu kéo làm cái gì nữa làm gì. Và về đến bây giờ có thể bán được vùng đó thì về đến bây giờ các anh chị ung dung mua. Và thực tế là đôi lúc các anh chị chỉ cần đánh một mã cổ phiếu Hòa Phát thôi, nhưng mà chúng ta cứ vòng đi vòng lại như vậy, giống như chúng ta cày đi cày lại trên một thửa ruộng thôi, chứ chúng ta đừng muốn đi nhiều thửa ruộng. Mặc dù Hùng Lê phân tích thì phân tích rất là nhiều, bởi vì đó là cái thị trường chung thì Hùng Lê phải phân tích rất là nhiều, nhưng khi chúng ta có duyên với mã cổ phiếu nào thì chúng ta hãy cứ đánh với mã cổ phiếu đó, và chúng ta cứ vòng đi vòng lại, các anh chị xem những bản tin của Hùng Lê để có những cái định hướng nó tốt nhất. Hoa Sen thì bản thân Hoa Sen cũng như vậy, Hoa Sen đã đánh về đến vùng 9 và sau đó thì đã có những cái nhịp chỉnh giảm, và bản thân thì Hùng Lê cũng đã dò tìm lại được những cái vùng mục tiêu ở đây, đó là vùng 7.8 là biên trung bình. Thì khi cổ phiếu rơi vào về cái vùng biên trung bình này thì cổ phiếu đấy, các anh chị nhìn thấy nhá, đánh lên này, đánh thụt xuống này, đánh lên rồi đánh thụt xuống, tức là cái vùng tích lũy của nó cần thời gian. Chính vì vậy nên là Hùng Lê đã có những cái dự báo về cái việc là nhóm ngành thép nó sẽ đi ngang thêm 1 đến 2 tuần, và sau khi đi ngang 1 2 tuần cái nền tích lũy này hình thành ok các cái tín hiệu kỹ thuật, ví dụ như tín hiệu về dòng tiền, đúng không? Tín hiệu về dòng tiền nó đang đi lên, ví dụ như vậy. Các anh chị có thể nhìn thấy là cái giai đoạn này tín hiệu dòng tiền nó đi gập gãnh xuống như thế này thì làm sao mà cổ phiếu nó tăng được vào đấy. Bắt đầu chúng ta nhìn thấy những cái tín hiệu dòng tiền bắt đầu ngũ ngác đi lên đó, và tín hiệu đường MACD và một số tín hiệu kỹ thuật khác, thì lúc đó sau khi chúng ta có những cái điểm mua gom đây thì chúng ta sẽ mở cái điểm mua hết thì nó sẽ rất là an toàn. Ở Nam Kim NKG thì bản thân NKG cũng như vậy, ở vùng chúng ta đã có những cái target rất là đẹp ở vùng 9 đó, và sau đó thì tạo lập kéo bull lên một tí nữa đến vùng 10 và sau đó thì xả xong thì tất cả những cái tọa độ vùng lên dự kiến về Nam Kim đó là đi về khoảng cái vùng biên 7.7 đến 7.5, và hiện tại thì xu thế của Nam Kim vẫn là một cái xu thế tích lũy đi ngang ở nền biên hẹp, và hiện tại thì cũng đang nhìn thấy ở cái vùng giá 8 khá là khỏe, tức là vẫn chưa đạt được đến đây, về đến vùng này rồi, nhưng mà sau đó thì đang có những cái xu thế đi ngang ở vùng 8. Thì đối với Nam Kim, một cái kịch bản nó đẹp nhất đó là nó sẽ gãy lại một lần nữa ở vùng này đó, và tích lũy lại ở đây, và sau đó tích lũy sau một khoảng thời gian tích lũy thì hình thành một cái nhịp đi ở bên này, thì đấy mới là một cái sóng bền của Nam Kim đó, đấy mới là sóng bền của Nam Kim. Và với Nam Kim thì cũng như vậy, giai đoạn này cạn vốn là tốt rồi, phân tích luôn TLH để tí nữa chúng ta đỡ phải phân tích.
Bản thân TLH thì cũng là một cái mã cổ phiếu trong cái nhóm ngành thép mà chúng ta phân tích định lượng, thì bây giờ là TLH thì cũng đã bị gãy nền rồi và cũng phải cần thời gian để tích lũy lại. Và trong cái nhịp này thì ở vùng ở đây là vùng 3.2 và mắc hồi lại được lại vùng đây vùng 4, và như vậy thì TLH sẽ cần thêm thời gian xây nền. Bản thân là cái TLH này là xây nền chưa đạt, và nó cũng là cái mã cổ phiếu em út của ngành thép, chính vì vậy nên là Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng song trùng với cả nhóm thép. Ok, Hòa Phát rồi, SRT thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích, CSC, ok, chúng ta sẽ phân tích sau. Như vậy là về tổng quan về thị trường của chúng ta thì chúng ta cũng đã có thể nhìn thấy rằng VIX đã bị gãy kỹ thuật, và trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng Lê không nhìn thấy bất cứ một mã cổ phiếu trụ nào có thể có những cái đóng góp tích cực cho thị trường. Và cùng với đó thì chúng ta sẽ nhìn lại về phái sinh một tí. Phái sinh một tí, tức là phái sinh sẽ đi vào vùng kháng cự mạnh ở đây là vùng 870. Thì Hùng Lê đang dự báo một cái kịch bản là phái sinh có thể những phiên đầu tuần phái sinh sẽ kéo lên ở vùng 870, và tuần này là một cái tuần mà đáo hạn hợp đồng phái sinh, tuần thứ ba phiên ngày thứ năm, tức là nó rơi vào tuần tuần tới đây, thì cái kịch bản cao là lại có một cái nhịp đạp lại của hợp đồng phái sinh, khả năng là cái kèo trong cái phiên đóng hợp đồng phái sinh là kèo kèo sọc chứ không phải kèo kèo chứ không phải là kèo mua lên. Thì đây là một cái tuần mà diễn biến của hợp đồng phái sinh diễn ra hết sức là khó lường, chính vì vậy nên là chúng ta cũng phải tính toán đến những cái kịch bản như vậy. Còn về cơ bản là phái sinh thì sẽ có một nhịp long lên, khả năng chạm 870 mạnh hơn một tí thì có thể là lên được khoảng đây này, khoảng vùng 870 hoặc là vùng trên trên này một tí, và sau đó thì sẽ bị đạp lại 870 đến 875. Nhưng mà cái kịch bản lên đến 875 này nó khó, và theo như những cái dự báo của Hùng Lê thì nó cũng chỉ chạm về 870 thôi, và sau đó thì sẽ bị sập xuống. Đối với kịch bản của VN Index trong giai đoạn hiện tại, mặc dù dòng tiền đang có những cái tín hiệu vượt thoát đi lên, tín hiệu đường MACD thì cũng đang có những cái tín hiệu hồi, nhưng với tín hiệu nền của VN Index của chúng ta thì nó chưa chưa có ok. Trong một tuần VN Index của chúng ta tiếp tục đi ngang, chính vì vậy nên là với cái tín hiệu đi ngang của tuần trước thì nó sẽ không thể làm tiền đề để cho tuần này VN Index của chúng ta có được một cái nhịp bứt phá, và xu thế hiện tại của VN Index vẫn là xu thế lình trình đi ngang và biên tích lũy ở trong vùng 935 đến 945 điểm. Tuần tới sẽ là một tuần theo Hùng Lê nghĩ sẽ là khá là khó khăn đối với thị trường, và kịch bản mà Hùng Lê đưa ra đó là khả năng VN Index sẽ test lại một lần nữa ở vùng 925 điểm. Sẽ test lại một lần nữa ở vùng 925 điểm, và sau khi test lại ở vùng này thành công thì VN Index mới có cái nhịp kéo lên, và kéo lên thì cũng mắc sẽ chạm lại ở khoảng vùng 930, biên biên trên ở đây là 945 điểm đấy, còn lại lình xình ở trong cái này. Và về cơ bản xu thế của một cái thị trường tuần tới sẽ là một tuần bùng nhùng, đó sẽ là một tuần bùng nhùng, và chúng ta sẽ không có quá nhiều những cái dấu hiệu rõ rệt để chúng ta tham gia, chúng ta đầu tư. Và chúng ta lưu ý là chốt hợp đồng phái sinh thì theo như Hùng Lê dự báo thì sẽ kéo lên ở đầu tuần, và kèo kèo không chốt hợp đồng phái sinh thì khả năng sẽ là kèo kèo sọc, tức là kèo đạp xuống, và với kèo đạp xuống thì nó sẽ có những cái tác động tiêu cực đến đối với thị trường của chúng ta. Ok, bây giờ bản tin của chúng ta là đã có 1 tiếng rồi, và Hùng Lê sẽ tập trung phân tích ngắn gọn tất cả những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang đang theo dõi trong khoảng 30 phút còn lại của bản tin. C2, bản thân C2 không có gì đáng nói, vẫn là kịch bản cũ, vùng tích lũy 23 23.5. Khi chạm về vùng này mua, và sau đó thì chúng ta sẽ có thể trong nhịp hồi phục này thì Hùng Lê đang tiên lượng từ vùng này sẽ kéo lại vùng 25, chúng ta sẽ đảo hàng ở đây. Bản thân C2 thì Hùng đang nhìn ngắm nó ở những cái góc nhìn ở trong cái giai đoạn hiện tại là những cái giai đoạn tạo nền, và sau khi tạo nền xong thì C2 là một cái mã cổ phiếu mà có thể đánh ở trong năm 2020. Ok, SGS. Bản thân đối với SGS, đây ok, vùng hỗ trợ đây, phân tích ở vùng 16 và
mắc ở trong nhịp này thì ông đánh giá rằng chạm về vùng 19, và trong phiên này thì về được đến đâu ạ? Về đến vùng 18.8, như vậy là cách 0,2 line nữa thì cổ phiếu này lại chỉnh. Thì với một cái động thái như thế này thì chúng ta sẽ đưa ra một cái kịch bản cho SCS như sau: chạm về vùng 19, ai chốt được thì chốt, không chốt được thì cổ phiếu lại chỉnh giảm thôi. Và như vậy là với mục chỉnh giảm này thì cổ phiếu lại đạp lại về vùng 17 tích lũy xong thì có thể kéo lên, và có kéo vượt được thoát vùng 19 hay không thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích và định lượng tiếp theo. Đó, phân tích kỹ thuật là chúng ta sẽ căn cứ những cái tình hình thực tế hàng tuần để chúng ta có những cái phân tích. Và với những cái giai đoạn hiện tại thì Hùng đánh giá rằng SCS cũng đang khá là đẹp và khả năng thì đạp về vùng 17 đến vùng 17.5. Thì vùng 17.5 là đã test rồi các anh chị nhé, nhưng mà với những cái góc nhìn của Hùng Lê, với những cái khó khăn mà thị trường trong tuần tới sẽ phải đương đầu với thị trường thì khả năng là sẽ có SCS sẽ có về vùng giá 17. Chúng ta sẽ phân tích một cách cực kỳ ngắn gọn thôi. TDH xem. TDH thì cũng chưa có gì đáng nói, đúng không? Hồi phục lại thôi. Nhịp hồi phục bắt này thì có khả năng là chạm về vùng 10.3 lại bị đạp lại. Các chị lưu ý. KBC. Bản thân KBC thì đánh những cái sóng dài và đánh trên đồ thị nến tuần, vùng hỗ trợ vùng 14-14.2, kháng cự vùng 15.7. Hiện tại những cái tín hiệu đường trình này thì chúng ta cũng không nên tham gia bởi vì nó khá là khó chịu. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu HPC. Bản thân HPC thì trong cũng đã có một cái nhịp rơi rất là mạnh ở đây, và cũng có phân tích những cái phân tích định lượng đáy ở vùng 10, biên tích lũy trung bình ở khoảng 10.5 đến 11.3, và vùng khuyến nghị mua trung bình ở khoảng vùng 10.8. Hiện tại thì HPC nó sẽ chưa thể tăng mạnh được ngay đâu. Những cái mà Hùng Lê đã phân tích dự báo ở đây, tức là nó cứ bùng nhà bùng nhùng ở đây, nó phải bùng nhùng cho đến lúc nào mà nó thoát được kênh xu thế đó. Các anh chị đã nhìn thấy những cái hình vẽ này của Hùng Lê, cứ vẽ lên, cứ gọi là chồng lên rồi lại đạp xuống. Đấy chính là Hùng Lê mô phỏng một cái quá trình đi của HPC ở trong cái giai đoạn hiện tại đấy. Thì chúng ta quan sát thêm. Cotecom CTD. Bản thân Cotecom Hùng cũng đã có những phân tích khuyến nghị đầu tư cho các anh chị ở trên team của chúng ta ở từ tuần trước. Biên trung bình 4955, biên trung bình là 52, và khi Cotecom có những cái dấu hiệu đánh vượt thoát vùng 55, đây vùng 55 đây, thì chúng ta mua hết, bởi vì bản thân là phiên cuối tuần thì Hùng Lê mới có được thời gian để phân tích cho các anh chị. Nhưng bản thân là khi mà Hùng Lê phân tích Cotecom ở trong cái nền này thì cũng đã có đánh giá ở trên Zoom rồi. Và với việc là Cotecom vừa như vậy thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích dự báo về target của Cotecom trong nhịp này sẽ đánh chạm khoảng vùng giá 70. Nhưng mà trước khi hình thành đến vùng giá 70 thì khả năng chỗ này nó sẽ có một cái nhịp uốn ở đây các anh chị nhé. Nó sẽ có nhịp uốn lại một tí ở vùng 60. Đó, ở vùng 60 tích lũy nhẹ nhàng một tí thì mới đi lên đến 70. Tức là khi mà chúng ta phân tích một target dài thì trên cái con đường đi đó nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh, những cái nhịp cân nhắc. Và trong nhịp này thì không những là chúng ta nhìn nhận Cotecom có thể đánh về vùng 70, mà chúng ta sẽ nhìn nhận Cotecom ở những vùng target cao hơn. Tuy nhiên về đến vùng 70 thì nó khả năng nó sẽ bị đạp. Đó, đạp lại và nó lại có những cái nhịp như này, đánh như này. Thì đấy là những cái dự báo sớm của Hùng Lê. Và hàng tuần thì chúng ta sẽ phân tích một cách cặn kẽ và chi tiết như này để chúng ta dễ hình dung. DRH à? DRH. Bản thân DRH thì Hùng cũng đã có những cái phân tích kịch bảo kịch dự báo sớm, đó là DRH sẽ đánh chạm 4.5, tích lũy chỉnh giảm lại về vùng 3.6, về vùng 3 này, 3.6 này mà không bị gãy hoàn thành được, và thậm chí là có thể là vùng 3.45 à. Đây này, cái vùng thấp đây, 3.45 đây này. 3.45 đó, có thể về vùng này tích lũy thành công thì sau đó thì DRH sẽ có một cái nhịp đánh bung cái nóc 4.5, và khi đánh bung được 4.5 thì chúng ta sẽ có một cái target ở vùng 7. Phân tích tiếp một mã cổ phiếu VCS nữa. VCS là Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích ở trong này thì đánh nó bị thiếu mất cổ phiếu VCS.
VCS là đã có những phân tích định lượng từ tuần khá sớm rồi, và cái nền tích lũy của VCS ở vùng 65 đến vùng 70, và trong cái kịch bản mùng lên phân tích ở đây đó là sẽ chạm về khoảng vùng 75, 75 sau đó thì có một nhịp chỉnh giảm về khoảng vùng 72.5 gì đó, khoảng đây này, khoảng vùng 72.5 thì trong tuần này đã có những cái cây nến chạm gần đến 72.5 đến vùng 73, và sau đó thì VCS đã break được cái vùng 75, và khi break được vùng 75 này thì target tiếp theo của VCS đó là vùng 85. 85 thẳng tiến. Ok. Và ok, Hùng sẽ bật lại Zalo nhé, Hùng sẽ bật lại Zalo cho các anh chị xem, không là bởi vì Hùng không muốn lít lại ở trên tên team, bởi vì như vậy thì nó cũng sẽ mất thời gian. Đây, Hùng sẽ VCS tìm lại VCS. VCS này. VCS đã định vị cách đây khoảng, đây là bạn ấy cóp lại. Mọi người bám sát động thái của VCS theo kịch bản phân tích hôm nay chưa có dấu hiệu trả cung. Đây các anh chị, định lượng của VCS là vào, hình như là vào ngày 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 nào ta? À, vào luôn đầu tuần luôn, tức là đầu tuần mới thì Hùng Lê có luôn định định vị về VCS. Đây những cái phân tích mà dự báo đây, target ngắn vùng này khoảng vùng 82 80 đến vùng 82, kịch bản ngắn VCS kéo về vùng, sau đó thì có những nhịp chỉnh giảm kỹ thuật và dự kiến đẹp nhất thì đạp lại về vùng nền 70, nhưng mà sau đó thì Hùng đã có những cái phân tích điều chỉnh cái vùng đạp, bởi vì là mình sẽ căn cứ những cái tín hiệu kỹ thuật của VCS và mục tiêu là về vùng 80, đây về vùng này 80 đến khoảng tầm 8 mấy đây, 82, 82, 83 gì đấy, chung quy lại là 8x đối với mã cổ phiếu VCS. Ok, đó thì Hùng chỉ lấy một cái dẫn chứng như thế để cho các anh chị, và cái kịch bản của VCS này là Hùng định lượng ngày đây này các anh chị, ngày mùng 9 tháng 2 nhé. Ok, về mã cổ phiếu ngân hàng BID, MBB gần như là đã phân tích hết, ACB, TVB thì Hùng đã khuyến nghị chúng ta chốt biết đủ là đủ. Đó, TVB các anh chị, mục tiêu chạm vùng 16 đến khoảng vùng 16.5, và maximum lên thì cái vòng cung này bấm lên được vùng 17, và trong tuần thì Hùng đã khuyến nghị chốt mã cổ phiếu TVB. Bản thân TVB thì cái tạo lập đánh nó rất là đẹp, và nếu như chúng ta chịu khó mà chúng ta quan sát những cái tạo lập của TVB thì chúng ta cũng đã có thể có những cái nhịp đánh mã cổ phiếu này rất là hay. Đến thời điểm hiện tại thì TVB có thể kéo lên đến ở vùng này và sẽ bắt đầu phân phối, sẽ bắt đầu phân phối, và những nhà đầu tư lại bắt đầu gọi là ôi nhìn cổ phiếu đẹp quá, vào thôi vào thôi, thì vô hình dung là chúng ta ăn những cái nhịp xả trên này của tạo lập rất là nguy hiểm. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu STB, lúc này chúng ta chưa có STB. Bản thân STB trong cái giai đoạn hiện tại thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng và bám cực kỳ sát để cho các nhà đầu tư của chúng ta có thể ra hàng ở vùng 11.4 ở trong cái nhịp mà Hùng Lê phân tích tuần trước, cover lại hàng ở vùng 10 10 11.3 này, xong cover hàng lại ở vùng khoảng 10.8 đến 10.9 ở đây này. Đó, cover hàng lại xong thì sẽ nhịp này sẽ đầu tiên là sẽ đánh lại về vùng 11.5 và sẽ đánh buôn qua vùng 11.5 thì sẽ tiếp tục nhịp này thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị cùng trong team là sẽ canh để chúng ta chốt ở vùng 12. Bản thân thì STB sẽ có những STB sẽ có những cái nhịp mà kéo trả cung lại vùng 11.5 và sau đó thì sẽ buôn lên ở vùng 12. Đây cái kịch bản Hùng Lê phân tích cho STB. Đây STB ở phiên hôm nay lực cầu khá là ổn định, vùng lấp cáp 11.5, kịch bản cũ vẫn không thay đổi, mắc cáp chặn 12 và canh ra dần, chờ cổ phiếu hồi phục một nhịp thì chúng ta sẽ canh để chúng ta mua lại. Đó,
thì cái cách mà STB nó đi như vậy. Như vậy khi về đến vùng 12 thì nó lại chỉnh một tí các anh chị nhé. Đó, về chỉnh mà chỉnh đẹp thì nó lại chỉnh về đâu đó khoảng vùng 11.5 này. Đó thì chúng ta chốt ở vùng 12 xong về 1.5 chúng ta mua, tức là ví dụ như chúng ta chốt đi khoảng 50% danh mục thì về đến vùng này chúng ta lại cover lại hàng, và như vậy thì chúng ta luôn luôn có hàng và chúng ta luôn luôn có bán. Và trong cái quá trình mà chúng ta làm như thế này thì chúng ta sẽ dò được đỉnh của cổ phiếu. Các anh chị nhá, chúng ta dò được đỉnh của cổ phiếu. Và ví dụ như về đến vùng 12 đúng không? Về vùng 11.5 này chúng ta mua lại thì lúc đấy cái target của Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ đẩy tiếp lên vùng 13. Đó. Và như vậy thì vô hình dung là chúng ta cứ dò dần dần như vậy, Hùng Lê cũng chẳng biết nó có về được 13 hay không. Tuy nhiên là cứ hàng tuần chúng ta dò những cái kịch bản như thế thì nó sẽ rất là an toàn. Đó, chúng ta sẽ luôn luôn có hàng và luôn luôn chốt ra để chúng ta luôn luôn có lợi nhuận. Ok. Liên Phong Bank ngày hôm nay thì chúng ta có thấy rằng là Liên Phong Bank đã có một phiên đánh hết sức là dũng mãnh, hết sức là dũng mãnh và đã kéo về vùng 7.5. Tuy nhiên với quan điểm hiện tại của Hùng thì chúng ta không nên vội vàng. Đi đâu mà vội mà vàng đúng không ạ? Mà gấp phải đá mà quàng phải dây. Đấy là các cụ của chúng ta thường xuyên là dặn dò rồi. Với Liên Phong Bank thì Hùng đang có thể nhìn được một cái tọa độ đây, đó là Liên Phong Bank sẽ có những nhịp trả cung. Trả cung đẹp đẹp về đây này, về khoảng vùng 7.2 hoặc là thấp thấp hơn một tí. Tức là chúng ta sẽ canh để chúng ta mua. Nhưng tuyệt đối là chúng ta không đu giá xanh, ít nhất là về 7.2 chúng ta mới mở điểm mua một. Xong đến 7.15 chúng ta mua điểm mua 2 và về đến 7 chấm chúng ta mua điểm mua 3, tức là chúng ta sẽ canh ra những cái điểm mua ở đây để chúng ta dò tìm những cái điểm mua mục tiêu ở đây. Đó, khi mà chúng ta mua được 30% vị thế rồi ấy, xong xuôi hết rồi ấy, thì khi đó thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng và có những cái điểm mua nào thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết, hoặc thậm chí đối với Liên Phong Bank ở trong giai đoạn hiện tại chúng ta sẽ mở mua full luôn, mua full hàng luôn ở vùng này luôn, ở cái vùng 7.2 đến vùng 7 chấm này luôn. Đấy, mua full hàng. Đấy, có thể mua full hàng ở vùng này luôn. Nhóm ngành dầu khí Hùng đã phân tích định lượng rồi, cao su các anh chị nhé. Cao su thì chúng ta có đến chúng ta có hai mã cổ phiếu, DRC. Bản thân DRC, ok, chúng ta tắt cái này đi, chúng ta không cần cái này nữa, bởi vì những cái gì nó đúng thì nó đúng mà những cái gì thì nó sai thì nó sai, chúng ta tắt đi để chúng ta đỡ bị nhiễu trong cái quá trình chúng ta phân tích. DRC trong một cái nhịp phân tích ở đây là Hùng Lê có đề ra target ở vùng 26.5 đến vùng 27, sau khi chỉnh giảm xong thì tiếp tục DRC bị đạp ở trong cái nhịp ENCOVI và Hùng Lê lại tiếp tục dò tìm ở vùng 22.5. 22.5 thì chúng ta kỳ vọng DRC đánh vượt lại vùng 25, đánh vượt 25 chỉnh một tí, sau đó thì có thể là sẽ kéo lại ở vùng 26.5 đến vùng 27 đối với mã cổ phiếu DRC. Đây là một mã cổ phiếu khá là hay của ngành cao su. PHR thì trong tuần này chúng ta mới có những cái phân tích định lượng, thì bản thân là PHR cũng đã có một nhịp chỉnh giảm từ vùng 70 ở đây và rơi về vùng 35, tức là cũng mất 50% thị giá, cũng khá là hấp dẫn. Và đến thời điểm hiện tại thì PHR đang có một cái nền xây đi ngang ở đây quanh nền 16.5. Quanh nền ở đây là nền 37 đến nền 40 ở đây, và cái biên trung bình Hùng Lê đang xem xét ở vùng 38.5. Với những cái kịch bản hiện tại thì chúng ta sẽ có thể nhìn nhận như nào, tức là với một cái góc nhìn thì chúng ta có thể thấy là cổ phiếu này vừa chạm lại này thì nó sẽ có thể có một vài nhịp đình trình ở đây nữa. Tuy nhiên để chúng ta không bị chậm nhịp thì các anh chị có thể canh dần từ vùng 40 để chúng ta giải ngân dần, chúng ta chia nhỏ ra nhiều điểm mua. Bởi vì bản thân trong giai đoạn hiện tại thì PHR đang có những nhịp gọi là nhịp tích lũy nền, và sau khi tích lũy nền thành công, đó là khi mà PHR có một lực cầu đủ mạnh và đánh break qua vùng 41.5. Đến cái đoạn này thì chúng ta sẽ mở mua hết, và cũng là cái điểm mua cuối cùng 41.5. 41.5 ở đây chúng ta sẽ mở những cái điểm mua hết và những cái điểm mua cuối cùng ở đây, và chúng ta sẽ lúc đó thì chúng ta sẽ có một cái target của PHR là sẽ đánh chạm lại về khoảng vùng 48 đến vùng 49, thậm chí mạnh hơn thì đánh chạm vùng 50. Quên mất còn một mã cổ phiếu trong nhóm ngành ngân hàng khá là quan trọng, đó là SHB. Bản thân đối với SHB thì các anh chị có thể xem lại đây, đó, sau một cái nhịp chỉnh giảm cây nến này là cây nến kết tuần, Hùng Lê bắt đầu phân tích định lượng và Hùng Lê dự báo rằng là
sang tuần tới thì sẽ có thêm những cây nến đỏ. Đây là cây nến hùng vẽ này đó, thì cây nến này cũng gần gần giống, có những cây nến đỏ, nhưng mà trong cái kịch bản mình phân tích thì phải hai cây nến đỏ cơ, tức là cây đỏ này xong xong rồi cây đỏ nữa để nó chạm về khoảng vùng 6.5 thì nó hợp lý. Tuy nhiên chỉ có một cây nến đỏ và cây nến ngày hôm sau thì nó hút lên, nó sẽ hút lên, nó hút lên luôn. Và hiện tại thì mình đang nhìn thấy là cầu đang cân khá là khỏe ở vùng 7. Vậy thì cái kịch bản ở đây để cho tất cả những anh chị em mà đang có trong team Hùng Lê, rất nhiều những anh chị em đang có nắm giữ SHB, thì như vậy là những cái điểm test, dự kiến là test về vùng 6.5, nhưng trên thực tế như thế này là đang test về vùng 6.8. Anh chị lưu ý đây, tức là chỉ test về đây thôi đó, chúng ta dự báo 6.5 mà nó chỉ test về 6.8 và hiện tại đang cân ở vùng 7. Thì với một cái kịch bản hiện tại là vùng 7 này, cổ phiếu SHB có thể cân thêm một hai phiên nữa, và mà có một cái phiên đánh khoảng tầm độ 15 đến 20 triệu cổ phiếu và đánh bull lên, thì cái điểm đó là cái điểm mà chúng ta cũng có thể tham gia điểm mua hết, đó, và chúng ta có thể canh mua lại ở những cái vùng 7 để chúng ta thăm dò, và khi mà có một cái phiên mà trong phiên mà cầu bắt đầu quay trở lại. Với bản thân SHB thì bây giờ cũng đánh giá rằng nếu như chỉ có một phiên lấp gáp nhẹ như thế này thì khả năng cũng chưa thể lấp hết được. Cho nên là đối với SHB thì bây giờ là 50-50, tức là chúng ta cứ bình tĩnh nhé anh chị nhé, chúng ta chưa tham gia mạnh lại. Còn những anh chị mà chúng ta đang có vị thế ở trong tài khoản rồi thì chúng ta đã canh để chúng ta chốt ở những cái vùng cao hơn. Hàng không VDC, HVN không có gì. Họ nhà Viettel thì chúng ta có thể phân tích mã cổ phiếu VGI. Đối với VGI, trong một cái biên phân tích khá là dài rồi, vùng 23 đến vùng 25, trung bình ở vùng 24, và những cái nhịp đánh ở đây thì Hùng Lê cũng đã có những phân tích khuyến nghị định lượng cho các anh chị rồi. Bản thân VGI là một mã cổ phiếu Hùng Lê khuyến nghị sau khi mà chúng ta có những cái điểm đánh break vùng 27, thì hiện tại là VGI đang rất đẹp các anh chị nhé, đang rất đẹp ở vùng 28 và đang có những cái phiên test tích lũy như này, và có thể là sang tuần tới thì sẽ còn một hai nhịp nữa võng xuống thế này, và sau đó thì sau khi mà test tích lũy thành công rồi thì từ vùng 28 này thì cái target của chúng ta phân tích ở đây đúng không ạ, từ vùng 24 thì có thể đánh chạm lại, đánh buôn qua vùng 30 đến vùng 31, và như vậy thì chúng ta cũng sẽ đến cái vùng này thì coi như là thậm chí là trong nhịp này mạnh thì có thể đánh chạm vùng 32 đến vùng 34 để hút hàng đó, nhưng mà chúng ta cứ kỳ vọng ở những cái target nó thấp hơn cái đã. Sau đó thì sau khi mà về đến đây thì chúng ta sẽ xem những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu để chúng ta có những cái phân tích định lượng nó chính xác hơn đó, chứ chúng ta cũng không nói phép được đó. CTR thì hôm nay xấu rồi. CTR là một mã cổ phiếu có thể đánh T cộng ở vùng giá 45, vùng giá 45, và trong phiên ngày hôm nay thì CTR đang có những nhịp giảm về vùng 45.6, thì chúng ta quan sát lại ở vùng 45, khả năng thì cổ phiếu này sẽ chỉnh giảm về vùng 45, và nếu như ở vùng 45 này không bị gãy thì cơ bản là nó cũng sẽ tích lũy đây. Mục tiêu thì Hùng vẫn đánh giá rằng trong nhịp này thì nó sẽ chạm về vùng 50 đến vùng 51, vùng 50 đến vùng 51. Tuy nhiên đối với CTR bản thân nó không phải là cổ phiếu khỏe của ngành Viettel, tập trung đánh VGI. VTK cũng có thể vui, Hùng có phân tích là chúng ta có thể vui văn hóa văn nghệ ở quanh vùng 25, các anh chị cứ xem lại. Đó thì trong tuần là có phiên có 25 anh chị, có giá phiên này 25 hoặc trên 25 một tí, và đến thời điểm hiện tại thì VTK đã đánh về vùng 28, về vùng 28 để chạy tiếp. Để chạy tiếp thì như thế nào, để chạy tiếp thì giảm cái đó đúng rồi, về đến vùng này là úp cái mũ úp như này, về đến vùng này giảm cái đó, giảm đạp lại về test lại vùng 26, đi ngang một tí, và sau đó thì có những nhịp đánh lên tiếp theo thì chúng ta sẽ chờ những cái cơ hội, những cái điểm mua đó. Nếu như anh chị mua được 25 thì bây giờ chốt đi và chúng ta chờ những cái nhịp đạp này để chúng ta có thể gom lại ở khoảng vùng 26 đến vùng 26.5. Nói chung là tùy thuộc vào khi Hùng Lê đưa ra như vậy thì chúng ta có thể canh canh, nói chung là nó về đến vùng 26.5 rồi thì chúng ta có thể mua 100 cổ đúng không, về 26.2 mua 100 cổ, về đến 26 thì mua 300 cổ, như vậy là chúng ta có được số lượng chúng ta cần mua đó, chứ cũng chúng ta cũng không nhất thiết là chúng ta cũng phải chờ đến vùng 26 chúng ta mới mua, có thể đến lúc đấy cổ phiếu nó không về được đến nơi thì chúng ta lại bị lỡ mất nhịp, lỡ mất một cái nhịp đầu tư. Ngành dệt may thì bản thân là trong tuần vừa rồi Hùng Lê có những cái đánh giá về ngành dệt may, đó là
Chúng ta liên tục phân tích mã cổ phiếu TNG. TNG ở cái biên của nó là biên ở đây 15 đến 15.5, mắc nhịp này thì cũng chạm lại về vùng 7.5, vùng 7.5 đến vùng 18. Và trên thực tế thì phiên này chạm được đến đâu bay? Phiên này 17.2, như vậy là phiên này chạm được đến về vùng 17.2 và lại có những cái nhịp chốt. Đấy, lại chốt tưng bừng rồi, sao chốt sớm thế nhỉ? Đó thì bản thân là khi mà có cái hiệp định EU được ký thì Hùng Lê cũng đã có những cảnh báo ở trên team của Hùng Lê, đó là gì? Chúng ta phải hết sức là bình tĩnh, bởi vì nhóm ngành dệt may cái cơ hội mà để cho các cái doanh nghiệp được được hưởng lợi nó còn rất là nhiều. Đó, nó còn rất là nhiều và chúng ta không cần phải vội. Nó khi mà các anh chị có hỏi hỏi về về nhóm dệt may, có khi Hùng có comment ở trên này. Đó. Nó phải đến tháng 6 cơ mà thì chúng ta mới có, tức là chúng ta phân tích tất cả những cái định lượng nó dựa trên những cái nền tảng về cổ phiếu. Thì với tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì TNG lại có xu thế test lại nền, và test lại nền trên đó là nền khoảng vùng 15.5. Lấp lại cái gap một này, ông tạo gap kinh quá thì nó sẽ lấp lại ở đây, và lấp lại thì nó lại cần thời gian thôi. Mục tiêu thì vẫn như vậy, chạm lại về đây, thời gian nó lại lâu hơn thôi. Đó, thì ví dụ như khi Hùng Lê có phân tích đến vùng 17.5 đến vùng 18 thì ví dụ như là cổ phiếu nó về đến vùng 17 mà những cái nến nó bị tụt như thế này thì chúng ta cũng tạm chốt bớt đi, ví dụ như vậy để chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận. TCM tức là chốt lãi còn hơn là cắt lỗ. Đó, thì bản thân TCM đấy, những cái nhịp Hùng Lê phân tích ở đây này, đấy các anh chị thấy chưa, chạm vùng 23 này, đạp xuống vùng 19, từ vùng 19 này thì hồi mắc lên được vùng 22. Đó, nó đi như vậy chứ các anh chị không phải là nó cứ đi hùng hục như con trâu đất đâu. Thì cái phiên này là gần gần lên đến nơi 21.9. Đó, lên được 21.9 thì nó lại gãy thôi. Nó lại gãy, và nó lại gãy về đâu? Đẹp nhất thì gãy về đây này. Khoảng vùng này là vùng bao nhiêu ta? Phiên này gãy ở đây thì nó sẽ gãy về vùng 20.3 các anh chị nhé, gãy về vùng 20.3 đẹp nhất, và sau đó thì sẽ đánh lên, ok, lên vùng 24 rồi, nhất trí các anh chị nha. Rồi đấy, đang bình tĩnh, không có gì phải vội cả. Ngành thủy sản thì Hùng chỉ đánh giá được mỗi mã cổ phiếu MPC, Tô Minh Phú. Thì bản thân là Hùng cũng đã có những phân tích định lượng cho các anh chị rồi. Tô Minh Phú đã có một nhịp chỉnh giảm rất là dài, và trong giai đoạn hiện tại thì cổ phiếu này cũng đang tạo nền. Tạo nền thì nó giống như một đứa trẻ mới lên 3, tức là nó đánh lên rồi đánh xuống, tập đi rồi lại gãy, tập gãy rồi lại tập đi. Thì bản thân ở trong cái nhịp này, từ cái vùng hồi phục này thì Hùng đánh giá rằng là Minh Phú lại có những nhịp đánh chạm lại về vùng 24 đến vùng 25. Từ vùng 24 đến vùng 25 này thì ông này, ông Mãnh này, ông lại chỉnh một tí. Nhưng mà chỉnh nhịp này mà không dính nCoV, cái này nó bé quá nên là không vẽ được. Nó không dính nCoV thì ông chỉnh vừa vừa thôi, ông chỉnh về vừa vừa thôi, nó chỉnh về đến khoảng đẹp nhất thì ở đây này. Vẽ như thế này mà các anh chị không hình dung được nữa thì thôi, Hùng Lê cũng xin thua. Nó sẽ chỉnh về khoảng vùng 23, chỉnh về vùng 23 đẹp, và sau đó thì sẽ có một nhịp đánh về vùng 28, mạnh hơn thì có thể chạm về vùng 30 trong nhịp đánh này. Thì đấy là những cái kịch bản Hùng Lê đưa sớm cho các anh chị, và điểm tích lũy ở vùng 20.5 đối với MPC. Thủy Điện thì có NT2 và HND, sao lại chưa có HND ở đây nhỉ? HND đã phân tích từ tuần trước rồi mà, khả năng là thiếu. HND. HND thì Hùng Lê có đặt ra ở một cái vùng là dự gom lại ở khoảng vùng 15.3. Tuy nhiên là cái vùng 15.3 này thì khả năng trên thực tế nó là khó, và chỉ có những cái nhịp test ở vùng 16. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của HND rất là đẹp các anh chị nhé. Có những phiên test lại ở vùng 16 và lực cầu duy trì khá là ổn định. Với một cổ phiếu thanh khoản thấp như thế này, ở sau một giai đoạn thanh khoản thấp như thế này và bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật như thế này thì chúng ta
có thể thấy là đây là những cái tín hiệu cầu đẹp. Và với một cái cách đi như thế này thì chúng ta sẽ có được những cái điểm mà dò tìm vùng giá mục tiêu của cổ phiếu này. Tích lũy thành công thì như vậy là vùng 2x 20. 20 target ngắn sẽ là vùng 20. Sau những nhịp chỉnh giảm thành công ở vùng 16, test thành công thì HND sẽ tiếp tục chạy ở vùng 20. Một mã cổ phiếu NT2 của nhóm ngành thủy điện mà Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị ở trong giai đoạn này chúng ta quan tâm đó. Hùng Lê phân tích là nhịp này thì maximum đánh lên được chạm vùng 21 đến vùng 21.2, sau đó thì đạp xuống một nhát, nhưng mà đến như thế này thì cái nhát này thì nó đạp về đây nó hơi sâu các anh chị nhé. Nhát này đạp về vùng 20 đó, đạp về vùng 20 xong đó thì lại đánh lên, nói chung là đánh lên cụp xuống và nó sẽ đánh lục lùng lùng tùng xe ở đây. Và sau khi lùng tùng xe tích lũy thành công ở đây rồi thì nó sẽ có cái điểm phân nền ở đây, đó là khi mà chúng ta sẽ mở điểm OS khi mà NT2 vượt thoát vùng 21.2 với lượng cầu đạt trên khoảng tầm trên 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 1 triệu cổ phiếu. Và mục tiêu ngắn trong nhịp này thì cũng nên đánh giá rằng ở khoảng vùng 23.5, đối với mục tiêu của NT2 23.5 mạnh hơn thì có thể về đến lên được vùng 24, và sau đó thì cái nón đỏ úp ngược trở lại, tức là về đến chỗ này thì nó lại chỉnh giảm lại. Họ nhà Kido KDC, KDC thì trong danh mục gọi là K theo dõi. Đó, bản thân KDC thì Hùng Lê đánh giá rằng thời điểm này KDC đang có những cái tín hiệu tạo nền và nó sẽ đi ngang thôi, nó sẽ không phải đi ngang mà nó sẽ có những nhịp tăng giảm vào nhịp này ở đây, tức là cái điểm phân kỳ của nó ở vùng 21 ở đây. Đó, nó sẽ có những cái nhịp đánh lên, đánh xuống. Đó, đánh lên, đánh xuống như này. Đó, và sau khi đánh lên đánh xuống rồi thì nó sẽ có một những cái điểm mà giúp cho chúng ta nhận diện để đánh KDC. KDC cũng là một mã cổ phiếu nó rất là hay cho năm 2020, nó cũng đường đi của nó cũng khá giống với C2. Đó, nó cũng đi quằn tà lào vằn, và sau một cái giai đoạn quằn tà lào vằn chúng ta tìm những cái điểm mục tiêu, những cái điểm hỗ trợ để chúng ta vào, và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái điểm mua hết để chúng ta đón chào một cái kênh xu thế mới. IDV là cái mã cổ phiếu mà liên quan đến khu công nghiệp. Mã này thanh khoản thấp, nói chung về cơ bản là mua để đó để lấy cổ tức thôi, chứ còn đánh lướt lát không đánh được. Trụ của blue chip thì có PNG đã phân tích rồi các anh chị nhé, công nghệ FPT phân tích rồi. Và bây giờ chúng ta nói đến DGW. Bản thân DGW là một mã cổ phiếu cực kỳ đẹp, chính vì vậy nên là Hùng Lê đã có những liên tục phân tích ở cái nhịp bên này con sóng ở vùng 22.5 và target ở vùng 26 ở đây. Sau chỉ giảm xong thì chúng ta tiếp tục dò tìm vùng giá mục tiêu ở đây và tiếp tục có một nhịp đánh dẫn lên. Mục tiêu vùng 25.5 đến vùng 26 đã hoàn thành. Sau sự cố ECOVI đúng không? DGW tiếp tục rơi lại về đây và nó lại rơi tiếp về vùng 23, và cái nhịp này thì Hùng dự báo là nó sẽ hồi về chạm vùng lại chạm về vùng 25.5 đến vùng 26 thì chúng ta lại chốt. Và trên thực tế thì trong tuần vừa rồi cái cây nến ngày hôm nay là cây nến mà nó buôn hẳn lên qua vùng 26, và một số các tài khoản của Hùng Lê thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị chốt ở vùng 26.5 đó, ra hàng ở đây. Và với quan điểm của Hùng Lê là biết đủ là đủ, không biết khi nào là đủ cả, với Hùng Lê như vậy là đủ, với target đấy là đủ, còn với những anh chị khác thì có thể là kỳ vọng là sẽ mua tiếp ở vùng 27.5, 28.5 để 29 để chúng ta lên được những cái vùng cao hơn. Và đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê cũng cho view cho các anh chị ở một cái góc nhìn nó là tổng quan hơn đúng không? Đây, sau một cái giai đoạn các anh chị lưu ý là DGW nhé, kéo rất nhanh nhưng mà xả thì cũng thậm tệ luôn, sấp mặt luôn, và ở đây là hiện tại là đã chạm về vùng kháng cự mạnh ở vùng 28 rồi. Các anh chị cứ xem đi, đừng có biết đủ là đủ các anh chị ạ. Vẫn một câu nói rất hay, biết đủ là đủ. Và có thể tạo lập nó sẽ kéo buôn thêm một nhịp nữa về vùng 29 để coi như là hút dòng tiền, và sau khi hút dòng tiền xong nó và họ sẽ tiến hành họ phân phối từ vùng 29 về đến khoảng vùng 26.5,
là họ vẫn có lãi, bởi vì họ đã mua được ở những vùng thấp rồi. Và như vậy là nhà đầu tư của chúng ta sẽ vô hình dung, nếu kịch bản xấu các anh chị nhé, kịch bản đẹp ok các anh chị ăn được, đấy là mừng cho các anh chị. Nhưng nếu kịch bản xấu thì các anh chị lại đổi cho thị trường, lại đổi cho thế này thế kia. Với bản thân DGVK sau nhịp chỉnh này, sau nhịp chỉnh này thì Hùng Lê sẽ tiếp tục dò tìm các cái vùng giá mục tiêu dưới này và chúng ta sẽ mua. Và khi chạm được những cái vùng giá mục tiêu đẹp đó thì các anh chị lại mua thôi. Với bản thân Hùng Lê là Hùng Lê biết đủ là đủ, và như thế là đủ với Hùng Lê, và Hùng Lê sẽ dò tìm những cái vùng giá mục tiêu dưới này. Và những cái vùng giá mục tiêu đó thì Hùng Lê sẽ tiếp tục phân tích cập nhật sau khi mà DGVK phân phối. Ok. Một số các cái mã cổ phiếu đầu cơ thì có phân tích nữa không anh chị nhỉ, thôi điểm qua nhanh thôi nhé, tại vì là cũng dài rồi. AMD rất đơn giản đúng không ạ, vùng hỗ trợ 1.7, maximum chạm 2.2, chốt sắp đến 2.2 rồi, nhanh chân còn kịp, anh nào đua sau chết. 2 hai đấy, chưa kịp chốt thì đã lăn cu đơ rồi, hai hôm nay là lăn cu đơ rồi anh chị. Vùng ở đây 2.35, mắt dự kiến nhịp này đánh về vùng 3, sau đó thì chỉnh giảm lại và lại đánh tiếp, và trên thực tế là chưa kịp đến về 3, về mắt ở đây là chạm được bao nhiêu đây ta, 2.85, suýt soát được về 3 các anh chị, suýt soát thì lăn cu đơ ra bị chốt, và với chốt như này thì lại tích lũy lại nền ở đây thôi, và lại về vùng hỗ trợ ở đây 2.35 thì chúng ta chiến, nếu mà không có thì thôi. HAR có gì không nhỉ, HAR chưa có gì. Vùng hỗ trợ ở đây vùng 3 và mục tiêu thì phải đánh vượt thoát cái đó. Đầu tiên ông muốn đi đâu thì đi, ông phải đâm qua cái chỗ này đấy, nhưng khả năng là đâm về đây thì ông lại đập xuống cái đó, đập xuống một ít ở giữa này, xong đó thì lại kéo đó, thì khi đó mới khoảng về được 4.5 chứ không phải là một mạch này. Nếu mà như thế thì ai cũng đi đầu tư cổ phiếu mất. HHS là một cái mã cổ phiếu khá là mạnh, tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng không nên đu theo. Trong cái nhịp target Hùng phân tích ở đây là vùng 4, qua vùng này thì nên chỉnh giảm lại vùng 3.8, hoặc đẹp nhất sẽ là vượt lại ở khoảng vùng 3.6, nếu mà có hai vùng giá này thì mua, còn nếu không thì thôi khó khóa bỏ qua. Đấy là quan điểm của Hùng lên. Ăn thì không được mấy, nhưng khi nó xả cho thì nút mặt không kịp vuốt. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu FRT, STK là coi như chúng ta cũng sẽ kết thúc bản tin. FRT, ok. FRT thì như thế nào? Nó cũng có một cái quá trình chỉnh giảm từ vùng bao nhiêu ạ? Vùng chỉnh giảm từ vùng 70, và như vậy là cũng rơi tương đối khá. Và trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng Lê cũng đang quan sát một cái nền FRT xây ở nền 16.5 đến nền 19. Vùng khuyến nghị mua ở khoảng vùng 17.7 đến vùng 18. Đây là biên tích lũy trung bình của cổ phiếu. Và dự kiến thì FRT nó sẽ đâm ngang đâm ngược và sau khi mà nó tích lũy ở đây, nó thành công rồi thì nó sẽ có những phiên bứt nền, và cái mục tiêu ngắn thì chúng ta sẽ dự khoảng vùng ở đây khoảng vùng 26.5 đó, dự khoảng vùng 25.5 đến khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 26, tức là nó đi vào quỹ đạo đây, thì trong một cái nhịp ngắn thì nó sẽ đi đến được như này, và sau đó thì nó sẽ có những cái nhịp chỉnh giảm tiếp theo thì chúng ta sẽ dựa vào đây để chúng ta phân tích. STK là một mã cổ phiếu Hùng Lê cũng đã có những phân tích khuyến nghị đầu tư ở vùng 17.5, biên trung bình, và có một cái biên tích lũy ở đây là vùng bao nhiêu, vùng 16.5 đến vùng 18. Hiện tại thì STK đã đánh break vượt được vùng 18.5, và đây cũng là những cái điểm mua cuối cùng của STK, thì Hùng Lê đã có những khuyến nghị và mục tiêu trong cái điểm này thì STK này đánh chạm vùng 21.5. Vùng 21.5 đến vùng 22 cơ bản là như vậy đó. Rồi ok anh chị nhé, nhất trí. Còn mã cổ phiếu nào nữa không nhỉ? Ok, không còn mã cổ phiếu nào nữa. Về cơ bản Hùng lên nhấn mạnh lại một anh chị một tí nữa, tuần tới sẽ là một tuần khá là khó khăn của thị trường. Anh chị lưu ý đáo hạn hợp đồng phái sinh và những cái kịch bản Hùng Lê có phân tích, có định lượng rồi, thì về tổng thể thì chúng ta
có những mã cổ phiếu nào còn những cái điểm mua đẹp thì chúng ta sẽ mua, những mã cổ phiếu nào mà chúng ta đã có được target có lãi thì chúng ta sẽ chốt lời đó, chúng ta sẽ chốt lời. Và sau khi đáo hạn hợp đồng phái sinh xong thì chúng ta sẽ có tối ngày thứ tư thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng, bởi vì là hàng ngày ở trên team Zalo thì Hùng Lê liên tục có những cái phân tích định lượng để giúp cho tất cả những anh chị em của chúng ta có được những góc nhìn, còn những cái quyết định đầu tư thì vẫn ở các anh chị. Hiện tại Hùng Lê có hai group Zalo VPSN01 để hỗ trợ tất cả những cái tài khoản thuộc team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS, và một cái Zalo thứ hai nữa là tổng kho 28 Hùng Lê R9. Thì cái đường link mà để Hùng Lê để cho các anh chị vào đây này, đây là cái đường link ở dưới video thì các anh chị có thể tham gia. Thì trên cái team này thì Hùng Lê sẽ không thể hỗ trợ các anh chị theo cập nhật theo từng 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 trong phiên giao dịch được, mà các cái bản tin định lượng về thị trường tối ngày thứ chủ nhật và tối ngày thứ tư thì Hùng sẽ up lên cho các anh chị tham khảo. Còn trong phiên thì Hùng Lê sẽ không thể hỗ trợ được, bởi vì bản thân là Hùng Lê cũng đã phải hỗ trợ rất là nhiều những anh chị em ở trong 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 team của Hùng Lê, vì vậy nên Hùng Lê cũng không có thời gian để hỗ trợ thêm các anh chị. Còn trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng hàng tuần chúng ta sẽ có những cái bản tin, và Hùng Lê cũng mong muốn rằng tất cả những anh chị em của chúng ta sẽ chia sẻ những cái góc nhìn của Hùng Lê để chúng ta có được nhiều hơn những anh chị em, những cộng đồng nhà đầu tư đang chưa biết đến những cái góc nhìn kỹ thuật thì chúng ta cũng có thể tham khảo để chúng ta có được những cái quyết định đầu tư. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, Hùng Lê cũng dành những lời chúc cho những anh chị em đang còn cô đơn, thì mùa Valentine năm nay sẽ có thêm những cái tình yêu mới, những anh chị em đã có gia đình rồi thì gia đình sẽ luôn luôn tràn ngập tiếng cười, luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong các cái bản tin tiếp theo.